Xin mời các thầy cô trở lại lớp nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ là 3 giờ 5 phút. Chúng ta sẽ làm việc khoảng 1 tiếng nữa. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần rất là quan trọng. Và tôi nghĩ là các thầy cô đang rất là chờ đợi đấy. Làm thế nào để chúng ta thiết kế được những slide đẹp? Làm thế nào để chúng ta bố trí một cái bài giảng trên một cái khung hình sao cho nó hấp dẫn? Màu sắc làm sao? Chữ, gỡ chữ, kiểu chữ. Rồi nhiều kỹ thuật nữa. Vâng, chúng ta sẽ có một phần đấy. Chúng ta sẽ chờ nhé. Phương pháp thuyết trình hiệu quả. Ta sẽ có một chút thời gian để ta cùng nhìn lại cái phương pháp mà bất kỳ ai, ngay cả khi ta chưa làm giảng viên, ta cũng biết. Đó là thuyết trình. Phương pháp này vốn dĩ vẫn được bị mang tiếng là phương pháp truyền thống, là thậm chí mà bị coi là phương pháp tiêu cực, khi mà người ta cũng đối lập nó với những phương pháp tích cực. Tức là trước đây thì hầu hết giảng viên chúng ta dùng phương pháp thuyết trình, và người ta cứ lấy nó ra để đối lập với các phương pháp mà mới, gọi là hiện đại. Nhưng thực ra trước khi đi vào phương pháp này, tôi xin chia sẻ một chút về cái quan niệm về các phương pháp tích cực hay là phương pháp hiện đại thế nào. Như từ sáng đến giờ các thầy cô thể nhận ra là tôi không hề sử dụng một lần nào cái thuật ngữ phương pháp giảng dạy hiện đại. Bởi vì đối với tôi thì không có phương pháp hiện đại. Không có. Tại vì sao? Tôi rất là tâm đắc với điều này từ các ông thầy của tôi ở Đức. Khi mà các ông thầy chỉ ra rằng tôi thấy rất là đúng ạ. Và tôi đồng ý. Ngay từ thời xa xưa ấy, chúng ta là người Á Đông, người Đức thì ta không để điều này đâu. Nhưng mà khi đó tôi mới liên hệ với ngay. Ở Việt Nam người ta có thầy Chu Văn An. Ở Trung Quốc là có thầy Khổng Tử. Thế từ thầy Chu Văn An thì đã biết kéo học trò ra gốc cây là về nhóm rồi. Không phải là về nhóm đấy. Thầy Khổng Tử thì hỏi đáp thường xuyên. Và một câu nói rất nổi tiếng Khổng Tử mà tôi nói ban sáng ấy ạ. Khi nghe, khi nhìn, khi làm, ta nhớ đấy. Thế thì những phương pháp như là hỏi đáp, như là nhóm đã có từ xưa rồi. Nó không phải là phương pháp hiện đại đâu. Mà là hiện đại chúng, hiện tại chúng ta đang viết lại nó. Đang mô hình nó, đang quy trình hóa nó mà thôi. Chứ nó xuất hiện rất lâu rồi. Ta gọi là phương pháp hiện đại, không phải là chính xác đâu. Thế và nếu thế thì chúng ta gọi phương pháp thuyết trình này là phương pháp truyền thống thì tôi cũng không ưng ý lắm. Nhưng tôi tạm gọi nó để phân biệt với các phương pháp mà hiện nay ta đang thấy rất nhiều, ta thực tế thôi. Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu như ta cứ cho rằng phương pháp thuyết trình là phương pháp tiêu cực thì không thể được. Bản thân phương pháp này không tiêu cực, mà nó tiêu cực hay tích cực là do giảng viên. Vì thế tôi sử dụng cái thuật ngữ là thuyết trình hiệu quả. Và khi gọi là phương pháp thuyết trình hiệu quả thì có nghĩa là nó khác với cái phương pháp thuyết trình mà giảng viên độc thoại. Vậy thì hiệu quả đây hiểu thế nào? Thuyết trình hiệu quả là có minh họa, có sử dụng hỗ trợ của các phương pháp khác, có sự đan xen kết hợp các phương pháp khác làm cho thuyết trình trở nên sinh động nhất. Hay nói một cách khác, từ sáng tới giờ tôi thực hiện một bài thuyết trình, trong đó kết hợp với rất nhiều phương pháp khác nhau. Các thầy cô có thể kể những phương pháp mà tôi thực hiện từ sáng tới giờ xem là phương pháp gì nào. Hỏi đáp này. Gì nữa? Hỏi chuyên gia có chứ nhỉ? Có, cũng có. Vâng. Tuy rằng nó không hẳn là phương pháp chuyên gia, nhưng mà nó có hình bóng của phương pháp chuyên gia. Phương pháp gì nữa ạ? Gì em? Ồ, nó to chút nào. À, hỏi ghi lên bảng. Nêu ý kiến ghi lên bảng nhé. Rồi, cảm ơn em rất tốt. Tôi ra cái nói to lên nhé. Mọi người thấy không? Tôi lúc nào cũng cố gắng nói to đấy. Nên mình giảng bài mà. Chúng ta phải tập cách nói to rõ. Tất nhiên không phải lúc nào cũng choang choang. Người ta cũng đau ở đầu ấy. Ta phải biến chuyển. Nhưng nói chậm, nói nhỏ quá thì người ta sẽ khó nghe và người ta sẽ dễ bị sao nhãng. Cảm ơn em. Phương pháp nào nữa nào? Hỏi đáp, hỏi chuyên gia, nêu ý kiến, phương pháp nghiên cứu tình huống. Có, cảm ơn em. Ở mức độ là những cái tình huống có vấn đề. Phương pháp gì đấy nhỉ? Gì em? Nói
to, bằng ngôn ngữ hình thể. Ngôn ngữ hình thể ta đang nói là phương pháp để truyền tải nội dung ấy. Còn ngôn ngữ hình thể là một cái ta gọi là gì nhỉ? Nó có nhiều từ ở đây lắm. Gọi là kỹ năng cũng được, gọi là kỹ thuật nếu như nó là một cái động tác cụ thể nào đó cũng được. Rồi, ta sẽ không xa vào bàn về thuật ngữ đây nữa. Nhưng mà em nêu đúng rồi. Những cái gì thuộc về hình thể nó là một cái kỹ năng và giảng viên phải cần phải có. Tuy nhiên ta trở lại phương pháp chuyển tải nội dung còn cái gì nữa? Cái phương pháp mà mọi người cứ suốt ngày phải nhìn lên đây này gọi là phương pháp trực quan. Phương pháp trực quan có rất nhiều những điểm cần lưu ý có trực quan. Chúng ta cũng hãy tìm hiểu thêm về phương pháp này nhé. Trong trường hợp ta sử dụng trực quan là một phương pháp để triển khai nội dung mới cũng rất hay đấy ạ. Và nó có quy trình của nó. Tuy là nhìn tôi làm thế thôi, nhưng đều làm theo những quy trình nhất định đấy. Khi ta tìm hiểu ta thấy rằng nó rất, tôi thực hiện rất là chính xác các quy trình các phương pháp. Vì thế mọi thứ nó tuần tự, nó diễn ra dễ dàng và mọi người theo dõi có dễ không? Được đúng không ạ? Và để tôi tuân thủ các cái phương pháp đấy ạ. Rồi. Thế và cũng có thể có một số phương pháp khác nữa mà có thể cô chưa gọi tên nó. Ví dụ phương pháp tia chớp là tôi sử dụng rất nhiều lần trong ngày. Một phương pháp ngắn gọn đơn giản nhưng mà nó thường xuyên được lặp đi lặp lại đây. Để mỗi khi tôi muốn khai thác, mọi người nêu ý kiến cho một vấn đề cùng một câu hỏi ra, chẳng hạn thế. Thế rồi có một vài phương pháp khác nữa, đặc biệt là phương pháp làm mẫu. Các thầy cô thấy đấy, phương pháp làm mẫu. Buổi sáng tôi đã thực hiện làm mẫu phương pháp nêu ý kiến liên bản. Trong lý thuyết chúng tôi khuyến cáo phương pháp nêu ý kiến liên bản là chúng ta cần phải có hai học viên ghi bản. Tuy nhiên nếu như khẳng định rằng phương pháp này đúng theo lý thuyết ở các sách, một số sách trên thế giới đang viết, thì có hai học viên ghi bản thì như thế mới chỉ là biết một thôi. Và khi chúng ta đã có kinh nghiệm giảng dạy thì ta sẽ biết rằng có thể có một học viên ghi bản, thậm chí có thể không có học viên ghi bản, thậm chí có thể có ba học viên ghi bản đều được. Nhưng đó là trong trường hợp nào, và giảng viên phải đủ sức để đánh giá tình hình và chọn lựa quyết định, thì khi đó chúng ta đã biết tới ba nữa rồi. Đấy, điều quan trọng ở cái kỹ thuật ta cho người học suy nghĩ như thế nào, đặt câu hỏi ra sao, ta lấy ý kiến làm sao và cuối cùng để làm gì. Thì đấy những kỹ thuật quan trọng hơn là việc là số lượng mấy người ghi bản. Đấy, thế cho nên khi chúng ta nghiên cứu về các phương pháp ấy thì nó cũng có rất nhiều mức độ. Và chúng ta, nếu như ta thực sự mong muốn ta dành tâm huyết cho nó thì các thầy cô sẽ thấy được rất nhiều điều thú vị đấy ạ. Tôi rất mong các thầy cô sẽ tìm hiểu thêm. Tôi có một cái cuốn sách viết khá là tỉ mỉ về các phương pháp này, lát tôi sẽ giới thiệu về nó sau ạ. Trở lại phương pháp thuyết trình. Với chúng ta là giảng viên, hãy chú ý tránh một số điều sau đây. Nếu như ta thuyết trình không tốt, nếu như ta không để ý thì có thể cái buổi thuyết trình của chúng ta nó là một cái bầu trời u ám như thế này. Và ban sáng tôi có nói đùa một câu là rất dễ ta bị trở thành tiến sĩ gây mê vì người ta ngủ hết cả rồi. Đấy, dễ thế lắm. Một điều ta cần phải tránh. Thứ hai, nếu như ta thuyết trình ta nói quá nhanh thì người nghe khó tiếp thu. Nói nhanh, các âm thanh díu vào nhau, khuất lấp vào nhau, người ta khó phân biệt âm tiết nọ với âm tiết kia, người ta hiểu nhầm và có thể người ta không hiểu, và chúng ta thì bị vấp, rồi dễ dẫn đến việc chúng ta nói lắp, hoặc là chúng ta nói cái âm thanh nó díu vào không nhận ra được nhỉ. Rất có thể chúng ta sẽ trở thành một ông đồ rất là cứng nhắc như thế này. Khi mà ta không cho người học được trao đổi với mình, khi mà ta không hỏi họ, tức là không tương tác, chỉ có mình độc thoại thôi. Thậm chí ông đồ ngày xưa ấy, học sinh mà dám hỏi lại thầy còn là sự phạm thượng nữa cơ. Thế ta không làm thế, đừng nhắc. Chúng ta cũng tránh. Cái gì đây ạ? Không biết là các đầu cầu có nhìn rõ trên cái màn kia không? Tôi sợ. À rồi, vâng. Vâng ạ, tôi sẽ mô tả thêm ạ. Ở đây là cái gì đấy ạ? Cái mũi tên từ giảng viên đi ra. Ta có thấy mũi tên ngược lại không? Không. Một chiều, đúng rồi ạ. Như thế nào là một chiều ạ? Chỉ có giảng viên nói thôi.
học viên cả ngày chẳng nói gì. Người ta không nói gì không nghĩa là người ta hiểu. Và có khi người ta không nghe đâu. Và như thế mệt mỏi lắm, chán lắm. Giảng viên tức giận, mất kiểm soát. Một ý kiến của một cô giáo lúc trước đã nói, chúng ta cần phải điều tiết cảm xúc. Ta có nên tức giận không? Một lần, tôi nhớ hồi tôi còn trẻ lắm. Ngày đó, giám đốc học viện của tôi phải ra một quyết định đặc cách tôi giảng dạy lớp chuyên viên chính, vì khi đó tôi chưa là giảng viên chính nữa cơ. Thế là tôi giảng lớp công an. Một anh hàm tá, anh ngồi ngay bàn đầu ấy. Anh ấy gất chân trên mũ lên này. Cái mũi giày anh chạm lên mặt bàn. Hôm đó tôi giảng. Tính tôi giảng thì từ khi tôi chưa thực sự là thành thạo công pháp, tôi đã rất hay hỏi rồi. Thế tôi bảo, tôi mới hỏi, đặt câu hỏi và tôi mời anh nói. Anh ấy vẫn xanh xanh, anh vết chân như thế. Hất hả? Đi hỏi chỗ khác. Nói cô giáo thế đấy. Lúc đấy cô giáo vẫn còn trẻ, cô giáo muốn khóc ấy. Thế nhưng trẻ nhé lại khóc à? Còn ra gì nữa? Làm sao mà giảng được đúng không? Không được khóc chứ. Thế giờ tôi làm phải làm gì? Rõ ràng anh nói rất là không phải phép đâu. Một thái độ rất là đáng, có vấn đề. Thế thì lúc đó tôi một cái luồng điện tổn thương chạy dọc thân thể mình. Nhưng mà rõ ràng tôi cố gắng kiềm chế. Tôi nghe lời bạn, tôi điều tiết cảm xúc. Tôi mới rất là vui. Vâng ạ. Tôi khoát tay vâng ạ. Vui vẻ đi chỗ khác. Học viên bảo cô đi chỗ khác mà hỏi cô vui vẻ đi chỗ khác. Ngoan lắm. Tôi hỏi chỗ khác này. Không nghe được gì đâu à? Vâng ạ, xin lỗi ạ, cái đường truyền nó bị ngắt. Không phải. À không, không phải đâu. Thầy cô ơi, tôi tắt đi đấy ạ. Đây là một cái thao tác. Xin dừng lại một phút để chia sẻ điều này nhé. Khi mà tôi muốn các thầy cô nhìn tôi và để chia sẻ cùng tôi sẽ tắt cái màn hình đi. Và tôi tắt bằng cái phương tiện tôi để. Cái nút trên, nếu mà là cái điều khiển máy tính ý, thì sẽ có cái hình TV đen. Tôi tắt vào đó. Tắt nhanh. Còn nếu trên màn hình máy tính ý, thì nó là cái chữ P. Đấy, ấn một cái. Khi mà tôi muốn mọi người nhìn vào cái phần trực quan thì tôi sẽ bật lên. Còn khi tôi muốn mọi người đừng quan tâm đến nó, tôi không nói nó nữa. Mà tôi muốn mọi người trao đổi với tôi, hãy tập trung nghe tôi, thì tôi sẽ tắt đi. Một lúc ta không nên bắt người học phải quan sát hai thứ. Nếu như bây giờ tôi để thế này, thế nên mọi người cứ vừa nhìn tôi vừa nhìn cái màn hình rất vướng. Người ta lại không hiểu là mình đang nói những cái gì đâu. Sẽ bị sao nhãng và sẽ khó. Đây cũng là một nguyên tắc đấy ạ. Nguyên tắc trực quan. Trong phương pháp trực quan sẽ có lưu ý này. Nhá, cho nên đôi khi tôi tắt đi đấy ạ. Rồi, trở lại, tôi đang kể về chuyện kia. Thế thì khi đó, tôi mới hỏi anh ấy là anh có đồng ý kiến của chị ấy không? Thế là anh ấy bảo vẫn phải thì cũng được. Anh bảo thế. Cảm ơn anh. Tốt rồi. Xong. Tôi nghĩ là tôi đã bắt anh ấy trả lời một câu rồi. Lần thứ ba, cuối buổi đó, khi tôi đã giảng xong rồi, tôi mới giới thiệu. Tôi biết là trong lớp mình có một đồng chí. Tôi tin là rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc xử lý các cái văn bản mà không đúng thẩm quyền như thế này. Anh ấy là một lãnh đạo và chắc chắn anh sẽ mang chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Chúng ta hãy lắng nghe nhé. Hãy dành một tràng pháo tay cho anh ấy. Và xin mời đồng chí trung tá giới thiệu tên anh đọc biệt tên. Thế là cả lớp vỗ tay. Lần đầu tiên đồng chí Hạ đã chân xuống. Rũ vai đứng dậy sáng loà. Cảm giác vậy. Thế là anh đứng lên nói. Anh ấy chia sẻ rất là nhiệt tình. Vì sao lại chia sẻ nhiệt tình thế? Thái độ khác lúc trước. Mặc dù anh vẫn rất là hơi ngạo nghễ, hơi cương. Nhưng mà anh nói, vì anh ấy tự hào. Tôi giới thiệu anh ấy, tôi đoán là anh rất là nhiều kinh nghiệm. Mà tôi gọi anh là đồng chí lãnh đạo. Anh ấy biết, tôi đánh động một ý thức trách nhiệm của anh. Thế là anh đứng lên anh chia sẻ. Và lần đầu tiên tôi để cho một người trong lớp nói dài như thế. Tôi giảng lớp đó 3 ngày thì những buổi sau ấy, tôi đặt ra bất kỳ câu hỏi nào. Anh, cô giáo để em nói cho. Đấy là cái cách nói của anh ấy. Lần nào xung phong nghe,
ví dụ thế. Tôi nghĩ là tôi đã thành công rồi. Thế trong trường đó là gì? Ta phải kiềm chế cảm xúc của mình đấy, và ta sẽ thành công. Còn nếu như lúc đó mà tôi cáu, ví dụ tôi hỏi, tại sao anh nói với giảng viên như thế? Anh nói như thế này không chuẩn mực. Ví dụ thế chẳng hạn, là sẽ có thể, rất có thể sẽ xa vào đấu khẩu. Rất có thể sẽ gây không khí căng thẳng của lớp học ấy. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng, cái cách của tôi như vậy, sẽ dần dần làm cho anh hiểu rằng là anh nên điều chỉnh cái gì. Và điều quan trọng nhất là anh đã thay đổi thái độ và hợp tác rất là tốt. Thế thì trong học vậy, chúng ta cũng chú ý ạ, kiểm soát, và tôi rất thích ý kiến này của em. Đấy, cái điều đó. Thế trong thuyết trình chúng ta cũng hãy chú ý, ta không thể khóc như mưa như thế này đâu. Một hình ảnh tôi muốn mọi người nhìn cho nó vui vui thôi ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Con gái vẽ một hình ảnh, tôi cứ nêu ý tưởng và nó vẽ, tôi không vẽ được. Rồi, thế thì trong thuyết trình ta hãy nhớ, thuyết trình như thế nào là hiệu quả? Hãy trả lời câu hỏi này. Thì ta sẽ biết cách làm thế nào cho hiệu quả. Theo các anh chị, một bài thuyết trình như thế nào thì hiệu quả? Ban sáng ta cùng nhau làm rõ người học thích học thế nào, đúng không? Rồi giảng viên phải làm gì để giảng dạy hiệu quả? Thế bây giờ thuyết trình thế nào hiệu quả? Nếu bây giờ mọi người bảo rằng là tôi thuyết trình hiệu quả rồi, thì nó là thế nào? Hay là một bài thuyết trình như thế nào thì ta cho rằng hiệu quả? Cảm ơn thầy Khanh ạ. Mình truyền đạt được tới người học những cái mình muốn truyền đạt. Cảm ơn thầy. Đúng chưa mọi người nhỉ? Đúng chưa ạ? Đúng rồi đấy ạ. Nhưng đủ chưa? Đủ chưa ạ? Thiếu cái gì? Ta bổ sung thêm ạ. Thầy đã nói một điều rất là quan trọng rồi. À, thoải mái và hiệu quả. Cảm ơn cô giáo. Tức là người học người ta phải được thấy tinh thần thoải mái, tiếp nhận một cái dễ dàng. Cảm ơn cô giáo. Tôi trở lại ý kiến thầy Khanh ạ. Một bài thuyết trình hiệu quả có phải là bài thuyết trình riêng xét về mặt thông tin nhé, về mặt nội dung ấy, có phải là chúng ta chỉ cần truyền đến cho họ cái mà chúng ta định truyền không, hay là phải là cái mà thực sự phù hợp với họ, họ phải muốn hai chiều ấy, đúng không? Còn nếu chúng ta chỉ xác định là ta truyền cho họ được cái mà ta muốn truyền, chưa đủ đúng không ạ? Mà phải là cái ta muốn truyền phải là cái họ cũng muốn cơ. Nhưng tôi rất đồng ý với thầy Khanh, chủ yếu là điều thầy Khanh nói. Đôi khi người học họ cũng không biết là họ muốn cái gì đâu. Và giảng viên phải là người xác định cho họ họ cần có cái gì. Và cuối cùng lại trở lại cái ý kiến của thầy Khanh là ta đã chuyển cho họ điều đó. Rồi ạ, cảm ơn thầy Khanh. Cảm ơn cô Huyền. Một bài thuyết trình mà họ được những thông tin giá trị với họ, như thầy Khanh nói, và họ được thoải mái về mặt cảm xúc như cô Huyền nói, là một bài thuyết trình hiệu quả. Vậy thì ta làm mọi cách để đạt điều đó. Lại trở lại, thực ra những gì chúng ta nói về bài thuyết trình này cũng chính là những điều mà chúng ta đã nói ban sáng ấy. Tuy nhiên ở những cái góc độ cụ thể hơn mà thôi. Thế thì nội dung phải có giá trị, trình bày phải có hấp dẫn, thì người học được điều đó. Rất đơn giản hai từ này: giá trị và hấp dẫn. Các thầy cô đồng ý nhé. Thế thì muốn nội dung có giá trị thì ta lại phải làm tất cả điều đó. Nào là xác định đối tượng là ai, họ đang cần cái gì, thậm chí phải áp dụng cả 5 nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc thực tiễn, phải phù hợp với họ thì mới có giá trị chứ, không phù hợp thì không giá trị, đúng không? Cái ta nói hay đến mấy, nhưng không phù hợp đối tượng họ không thể có giá trị, đúng không nào? Một đôi giày, ví dụ, một cái đôi giày cao gót, rất là thanh, rất là đẹp, nó sẽ không có giá trị với một vận động viên leo núi, đúng không nào? Nó rất có giá trị với một người mẫu biểu diễn thời trang, nhưng nó không hề có giá trị với động vật ở bên leo núi. Thế cho nên cái thông tin mà ta mang đến cho người học phải có giá trị đối với họ. Đấy là giá trị, nó phải phù hợp là những thứ họ cần, và nó phải hấp dẫn như là cách chúng ta vẫn thống nhất từ sáng tới giờ đấy. Thế thì với thuyết trình các thầy cô cần chú ý điểm nào? Có rất nhiều cái kỹ thuật thuộc về thuyết trình, và tôi mong
Chúng ta ở đây sẽ không dành thời gian để cùng là một nhóm về vấn đề này nữa. Nhưng tôi muốn chúng ta mường tượng một chút. Bài thuyết trình giống như cái đinh. Và khi chúng ta thuyết trình giống như ta đóng đinh ấy ạ. Các thầy cũng mường tượng thế đi ạ. Riêng ở phần này thì tôi lại không muốn đưa ra một bài giảng cụ thể nào làm ví dụ. Mà tôi muốn mọi người thoát ly ra mọi bài giảng đi. Ta chỉ nghĩ cái đinh này thôi. Đây là cái mũi đinh, đây là thân đinh và đây là cán đinh. Thế thì cái đinh này nó tương ứng với ba phần của bài thuyết trình. Mở đầu, khai triển và kết thúc. Và khi chúng ta thuyết trình giống như ta đóng đinh vào tường. Tôi xin gợi ra một vài khía cạnh thôi ạ. Để chúng ta có thể mường tượng. Giả sử đây là cái đinh. Nào. Chúng ta đừng nhìn hình mà nhìn tôi đi ạ. Cái đinh này thì ai biết. Ta đóng để gắn một vật gì đó lên tường. Hoặc là chúng ta đóng để làm giá treo. Ngày xưa thì không có giá treo như bây giờ. Ngày sinh viên ý, ngày năm 88, năm 9 tôi vào trường là đóng đinh để treo áo này, treo mũ này, treo cặp sách này. Thế thì cái đinh ấy, ba bộ phận của cái đinh, ta biết đấy, phần nhọn là mở bài, phần thân là phần khai triển, và phần cán đinh, cái phần bẹt cái cuối cùng ấy, là phần kết thúc. Ta hãy xem, chức năng của mũi đinh là cái gì? Tôi chỉ xin nêu điểm xuyết một vài thứ và chúng ta lại mường tượng một cách đầy đủ hơn đi nhé. Vào thời gian khác ạ. Cái mũi đinh này, cái phần nhọn này chúng ta đóng, chúng ta để găm vào cái vị trí mà ta sẽ đóng. Nó có tác dụng định vị cái điểm mà ta sẽ đóng. Giống như phần mở đầu của bài giảng ấy, bài thuyết trình ấy, ta sẽ phải định vị tâm trí của người nghe vào cái nội dung mà ta chuẩn bị cho họ cho bài thuyết trình ấy. Thế cho nên phần mở đầu của bài thuyết trình bao giờ chúng ta cũng phải giới thiệu về cái mà ta sẽ trình bày trong phần khai triển. Đúng không ạ? Thế rồi, cái mở đầu như thế, cái mũi đinh như thế thì muốn định vị được hiệu quả thì nó phải nhọn. Nếu nó không nhọn, nó là một cái đầu tù, nó có thể sẽ bị trượt, không chính xác. Mở đầu bài thuyết trình cũng thế, đừng nói lan man. Hãy tìm cách làm bộc lộ rõ cái mà chúng ta muốn trình bày trong nội dung là cái gì. Dẫn họ vào đó. Đấy là phần định vị. Thứ hai, về cái thân đinh, ta chú ý đến. Cái đinh này muốn đóng một cái hiệu quả thì thân này nó phải thẳng này. Đúng không ạ? Các thầy cô nói tiếp đi ạ. Nó phải gì nữa? Nó phải thẳng chẳng hạn này. Tại sao phải thẳng? Ta lại trả lời ngay được. Nó phải gì nữa nào? Có cần phải cứng không? Chắc không thể gãy à? Đúng nào? Thế thì cái đinh thẳng nó tương ứng với cái gì trong bài thuyết trình? Bài thuyết trình nhằm trúng mục tiêu, đừng có lăng mà. Luôn giữ vững mục tiêu, tất cả các nội dung triển khai phải nhằm đúng mục tiêu. Cái thân đinh này nó phải vững, chắc để không gãy. Bài thuyết trình này lập luận, những luận chứng, những ví dụ minh họa phải thật là vững chắc để thuyết phục người nghe khi đích với mình. Cái thân đinh này nó cũng phải đảm bảo được một cái yếu tố rất quan trọng của quá trình là trơn nhẵn nuột thì mới đóng được chứ, đóng nó mới dễ chứ. Còn nó cờm cỡ lên này đóng sẽ nó sẽ tạo nhiều ma sát khó đóng hơn. Bài thuyết trình nếu như người thuyết trình mà thuyết trình một cách trơn tru trôi chảy thì nó thể hiện rằng mình rất chủ động, mình rất là nắm vững nội dung đó. Còn nếu chúng ta ngập ngừng nghĩ mãi ra ngắc ngứ là nó đồng nghĩa với việc chúng ta chưa thực sự nắm được vấn đề mình trình bày. Và điều quan trọng hơn là cả như thế nữa, người nghe người ta sẽ cảm thấy không tin tưởng vào người thuyết trình, đúng không? Nếu người ta cảm thấy người này không vững, người ta không tin và người ta phải nghe với một thái độ soi như ban sáng ta nói với nhau đấy thì sẽ rất khó đấy. Người ta chỉ mãi tìm được cái để phản biện thôi. Cho nên là thuyết trình cần phải trôi chảy. Nhưng trôi chảy không có nghĩa là nói như súng lên thanh không ngừng. Chúng ta đừng nhầm nhé. Nhưng cái sự trôi chảy của giảng viên, ngay cả khi ta ngừng, cũng là sự ngừng có chủ định. Các thầy có thấy không? Ví dụ như bây giờ đây này, tôi đang ngừng. Thỉnh thoảng ta phải để cho người học, người nghe, người ta nghỉ một tí chứ. Người ta lắng lại một tí chứ. Người ta kịp tiếp nhận những âm thanh tiếp theo chứ. Đôi khi thế. Thế cho nên cần trôi chảy nhưng không có nghĩa là không ngừng. Rồi.
Một tiêu chí rất quan trọng nữa đó là phải có sự tương quan hợp lý giữa độ dài của đinh và đường kính của đinh. Theo thầy cô, độ dài của đinh thì tương ứng với cái gì trong bài thuyết trình? Tương ứng với cái gì ạ? Độ dài và đường kính của đinh sẽ có một cái tỷ lệ tương quan. Vậy nó tương ứng với cái gì trong bài thuyết trình ạ? Thời gian và nội dung. Tương ứng với nội dung đấy ạ. Thời gian và nội dung. À, thời gian và nội dung, đúng mọi người nhỉ? Cảm ơn thầy. Đúng chưa ạ? Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Độ dài này chính là cái thời lượng mà chúng ta thực hiện bài thuyết trình. Tức là cái thời gian mà ta được phép ấy, ta gọi là thời lượng. Và cái đường kính của đinh chính là cái khối lượng thông tin ta đưa vào trong thời gian ấy. Thầy đã nói đúng rồi đấy ạ. Rất tốt ạ. Vậy thì nếu như vẫn là cái nội dung như hôm nay mà tôi có 3 ngày thì tôi sẽ mang đến những thông tin khác cùng chúng ta. Như hôm nay tôi chỉ có 6 tiếng, vẫn nội dung đó, nó sẽ phải mức độ khác. Thế là tôi đã điều tiết hay điều chỉnh cái đường kính của cái đinh của tôi. Đúng không ạ? Cái độ dài của đinh hôm nay của tôi ngắn, nên tôi phải điều tiết cái đường kính nó phải phù hợp. Bây giờ cái đinh dài 20cm mà đường kính chỉ là 1mm thì nó là cái kim đóng cái gãy ngay, đúng không? Không phù hợp. Thế nhưng nếu cái đinh chỉ dài 2cm mà đường kính 1cm thì nó rất là to, đóng khó. Đấy, cho nên chúng ta cần phải điều tiết độ dài và đường kính phải có một cái tỷ lệ phù hợp. Thế cho nên chúng ta phải làm chủ thời gian là thế đấy ạ. Phần kết thúc của cái đinh, à phần cái mũi đinh này tôi chỉ muốn lưu ý, nếu là cái đinh mà để treo một vật tường ấy thì có thể cô thấy nó có tác dụng gì? Cái mũi đinh này này, cái phần vẹt cuối cùng ấy. Nếu như tôi đóng đinh để treo một cái mũ chẳng hạn thì cái phần cán bẹt ra cuối cùng này để tác dụng gì? Giữ lại. Đúng rồi. Bài thuyết trình cũng thế đấy. Recording in progress. Bài kết thúc bài thuyết trình để giữ lại những cái thông tin mà ta vừa mới trao cho họ lúc trước. Như ban sáng ở nguyên tắc thứ mấy ạ? Nguyên tắc thứ 5, đúng rồi. Tôi cảm ơn thầy cô. Tốt rồi. Thế thì tại sao tôi lại nói những cái đinh? Để các thầy cô mặc sức tưởng tượng và sáng tạo cho bài thuyết trình của mình. Một bài thuyết trình chúng ta có thể thực hiện nhiều lần, nhiều nơi. Nếu chúng ta coi nó là cái đinh, ta để sáng tạo mỗi lần ta làm một khác đấy. Bởi vì đối tượng khác, ta sẽ điều chỉnh thì nó dễ hơn. Đấy là do vì sao mà tôi muốn các thầy cô nhớ cái đinh nhé. Hãy sáng tạo cho cái đinh của mình thật tốt ạ. Ở thuyết trình chúng ta cũng hãy chú ý đến các cái kỹ thuật rất quan trọng cho bài thuyết trình. Đây là 8 cái kỹ thuật quan trọng của thuyết trình. Chúng ta hãy chú ý đến nó. Trước khi đi vào những kỹ thuật này, thì các thầy cô hãy quan sát. Vẫn là một cái điều mà ban sáng chúng ta đã nói với nhau đấy. Không biết các đầu cầu các thầy cô có nhìn rõ tôi không nhỉ? Nào, tôi rót nước nhé. Các thầy cô quan sát này. Điều gì sẽ xảy ra? Rất có thể sẽ mãi trong nhà. Nước không vào gốc hoặc là không vào hết. Khi giảng dạy cho ta muốn điều gì? Khi dắt nước ta muốn điều gì ạ? Đương nhiên là ta muốn là nước phải vào trong cốc, đừng vãi ra ngoài, đúng không? Vậy thì bây giờ muốn hiệu quả thì ta cần phải làm gì? Ta cần bằng cách nào? Cái tay trên hạ xuống hay tay dưới nhấc lên? Bây giờ nếu mà tôi để thế này thì tôi nên rút thế này không? Sao lại không? Ôi mỏi quá. Ví dụ thế. Ôi ăn gì đến đây rất mỏi lắm. Đúng nào. Mà rất có thể ta sẽ không có hết thì ta đã giãn cái tay ra. Hoặc là trông nó cũng không đặt được như có sống. Hoặc nếu như tay này hạ xuống quay đến gân nó cái này không? Gân nó cái này mời làm cho ai uống. Đúng không? Không được. Thế thì
đúng như cái thầy cô vừa nói đấy, cả hai bên sẽ phải tiến lại và rót nước đẹp nhất trong phạm vi từ ngực đến bụng, trong phạm vi này. Cái tay nó thoải mái và chúng ta quan sát cũng dễ, là một động tác đẹp mắt nữa, trân trọng nữa. Đấy, như vậy ở trong trường này người học là cái cốc hay là cái chai? Cốc và cái chai là chúng ta. Vậy thì có phải là trường nào cái cốc này nó cũng chạy lên cùng với cái chai không? Không. Với trường hợp cốc cứ im lên cơ, và thường cốc không chủ động chạy lên đâu ạ. Mà chai này phải mời cốc lên, chai phải làm nào để cốc cùng tiến lại với mình. Cho nên mới có chuyện là giảng viên không nên phần nào. Ui, cái lớp này ỉ lắm, chán lắm, ỉ không cho mình. Đúng không? Thực ra thì mỗi người một tính, chắc chắn sẽ có lớp sôi nổi hơn, lớp dễ khuấy động hơn. Nhưng là chỉ hơn thôi, hơn chứ không phải không có, hay là có nhiều. Thế thì chủ yếu là do giảng viên, ta phải làm mọi cách. Đúng không ạ? Thế đến một điểm. Vậy thì trong thuyết trình, hãy chú ý các sự yếu tố kỹ thuật này. Các thầy cô xem, có cái kỹ thuật nào mà chúng ta cảm thấy muốn bàn thêm hay muốn làm rõ? Kỹ thuật nói và sử dụng ngôn ngữ ngoại hình thì từ sáng giờ chúng ta đã nói đến nó nhiều rồi đấy nhỉ? Kỹ thuật tạo cảm xúc chúng ta đã nói khá nhiều rồi, rất rõ rồi ạ. Kỹ thuật tạo sự đồng cảm chúng ta đã rõ chưa ạ? Cũng rồi. Sử dụng phương tiện nhìn ta cũng vừa nói đến trong người ta trực quan. Hãy tự nhiên là cái gì đây? Rồi chú ý quan sát phản ứng của cử tọa. Tôi gọi chung là cử tọa khi mà chúng ta đi huấn luyện. Và tôi rất thích điều mà chị Huyền vừa chia sẻ với tôi ban nãy. Những phương pháp giảng dạy này đôi khi tôi rất muốn sử dụng một vài từ khác. Nó không chỉ dành cho giảng dạy đâu, nó dành cho nhà quản lý lãnh đạo, nó dành cho chuyên việc điều hành, và nó dành cho trong cuộc sống chúng ta sử dụng nữa. Thế cho nên đôi khi chúng ta vượt rộng ra một chút nữa. Thế thì quan sát phản ứng của cái người mà nghe ta thuyết trình. Ta đang nói với tư cách là phương pháp thuyết trình. Đó là những cử tọa, đó là học viên. Rồi, không độc thoại quá 20 phút. Một cái kỹ thuật mà tôi muốn chia sẻ nhất là kỹ thuật cuối cùng này. Nếu không phải giảng viên chuyên nghiệp thì có lẽ các thầy cô chưa để ý nó đâu. Một chút về cái chuyện tự nhiên, tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi thôi ạ. Tại sao giảng viên lại phải tự nhiên? Tức là tự nhiên thì để làm gì, ai được lợi? Và làm thế nào thì để chúng ta tự nhiên? Tự nhiên nghĩa là chúng ta không bị gượng gạo, không bị kịch. Mọi người không phải băn khoăn xì xào về cái cách thể hiện của giảng viên. Cô này điệu quá, thầy kia kinh kiệu quá, thầy thể hiện quá, ví dụ thế. Thế thì cái sự tự nhiên là chúng ta làm mọi thứ dẫn, làm cho mọi người cảm thấy cái việc đó như là đương nhiên ý. Người ta quên tất cả mọi thứ xung quanh ta mà chỉ biết là ta dẫn họ từ nội dung này sang nội dung khác. Vì hiệu quả chính là cái những gì họ nhận được mà. Thế thì tại sao lại phải tự nhiên? Tự nhiên để làm gì? Tôi cần đúng không ạ? Tạo sự thoải mái. Ồ, đúng rồi ạ. Tự nhiên để người ta thoải mái. Tức là người ta không bị ức chế cái gì bởi chúng ta. Không bị ức chế. Người ta rất cần phải quý vào ta. Ta rất cần thu hút người học của mình. Nhưng thu hút với tư chất là để họ không rời mắt khỏi ta, để họ lắng nghe ta, chứ không phải để họ bực bội vì ta. Thế cho nên đừng làm cho họ phải cảm thấy khó chịu với những gì mình thể hiện. Thế nên mới có việc là trang phục phải phù hợp lịch sự. Để làm gì ạ? Không phải để họ kinh phẩm là cô đẹp hay thầy xấu, không phải. Mà để người ta không bị cản trở tâm lý bởi những gì mà giảng viên mang đến lớp. Thì người ta mới học một cái hiệu quả được. Cả việc ấy nữa chúng ta phải coi học viên là trung tâm. Tôi ví dụ như này. Có một lần tôi rất là hy vọng là hôm nay trang phục của tôi không làm cho các thầy cô bực mình. Tôi mong thế. Vâng, còn nếu mà cũng chưa chắc ạ. Đôi khi cũng có thể chúng ta cũng không hiểu hết được người học của mình đâu.
Nhưng ra đây thì tôi tạm tin rằng chúng ta rất là dễ hiểu nhau. Nhưng có thể các môi trường khác nhau là ta phải tìm được rất kỹ đấy. Đôi khi chúng ta cũng chưa chắc đâu. Thì ta luôn nhớ rằng cái mục đích của ta là gì? Không phải để người ta khen ngợi mình hay làm gì đâu, mà để người ta không bị ức chế bởi ta, để người ta học tốt. Đấy. Một lần tôi vào giảng một lớp dành cho cán bộ lãnh đạo của Bộ Văn hóa Thông tin. Trong lúc đó, hồi đó tôi giảng vào mùa đông rất lạnh. Mùa đông thì tôi lên lớp tôi hay mặc những cái bộ vest tông màu, màu tối, màu tím than hoặc màu đen. Thì tôi nghĩ rằng bình thường ấy, như thế lớn lên là lịch sự rồi đấy ạ. Trong là áo sơ mi và bên ngoài là một bộ vest tông. Thế thì hôm đó tôi vào lớp đó nhé, các chị ấy mặc rất rực rỡ, như áo lông trời rét mà, nhưng các chị vẫn rất là lộng lẫy, áo màu hoàng yến, váy màu đỏ, màu vàng nhiều lắm, đẹp lắm. Tôi nhìn là phụ nữ, tôi nhìn tôi mê. Thế nhưng tôi mời một chị nói, tôi xin không nhỡ miệng, không nói tên nữa ạ. Tôi mời một chị. Thế là tôi mời chị nào, mà có thể tôi thấy đấy. Cái cách mời tôi thực ra mọi người cũng hay ủng hộ lắm, không có phản đối đâu. Thế tôi mời rất là nhẹ nhàng như kiểu, ủa không, em không nói đâu. Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì trong đời giảng dạy tôi hiếm khi có người từ chối khi tôi mời lắm. Thế là tôi cũng hơi chột dạ, không biết mình làm gì thất thố không gì. Tôi lại tươi cười, tôi quay lại, không ngại đâu chị cứ nói không có gì ngần ngại cả, chỉ là quan điểm của chị thôi, không sao đâu. Cô đừng gọi em. Chị rời, chị đi ngay từ cuối lớp. Tôi cảm thấy tôi có lỗi quá. Vâng, không sao ạ. Thế tôi không nói gì nữa, tôi mời người khác. Thế cuối giờ tôi hỏi chị ấy. Tôi đến giờ giải lao ấy, tôi lần ra tôi hỏi chị ấy. Lúc đó chị mới cười và cô ơi, cô có biết không? Trông cô lịch sự thế kia, còn em thì là thế này. Em đứng bên cạnh cô em nói em ngại, em xấu hổ. Thôi, tôi hiểu vấn đề. Chị ngại. Thế thì lúc đó chị thì chị ngại rằng chị sợ chị. Chị cho chị lè lẹt. Nhưng mà thực ra thì không phải như thế đâu. Thế tôi cũng an ủi ngay rồi. Nhưng sau đó về tôi nghĩ lại, có lẽ lần sau tôi đến lớp mà toàn diễn viên như thế thì tôi nên có một trang phục khác. Tất nhiên tôi không thể mặc một cái váy màu hoàng yến lên lớp được. Không nên đâu ạ. Nhưng ít nhất tôi không nên cộp một bộ công lê. Mà nhất là lại mời khi mà các chị phụ nữ, các chị quá là điệu này, diện này, màu sắc này, mà mình thấy tự nhiên họ cảm thấy có một sự so sánh ấy. Nó rất là chênh lệch, nó rất là khác biệt, làm cho cái tâm lý của người học của mình, người ta rất là ngại ngần. Và rõ ràng hôm đó là cản trở rồi. Cái trang phục tôi làm cản trở cái sự tương tác của người học của mình. Đấy. Nên tôi nói rằng chúng ta cũng không thể chủ quan được nhé. Đôi khi mình đến một môi trường nào đó nói khác một tí là ta phải tìm hiểu xem là mình nên điều chỉnh thế nào. Rồi một chút. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tự nhiên được? Làm thế nào chúng ta tự nhiên được? Theo các thầy cô. Mình có đầy đủ kiến thức. Đầy đủ kiến thức thì liên quan gì đến chuyện tự nhiên ạ? À, ý của thầy là khi mà ta đầy đủ kiến thức thì ta tự tin. Mà ta tự tin thì ta tự nhiên. Ô đúng rồi. Mọi người đồng ý không ạ? Một tràng hóa tay thật lớn là như thầy giúp ta. Một cái điều tưởng như rất đơn giản, nhưng mà nhiều khi ta lại không nghĩ ra đâu nhé. Mọi người hay trả lời bằng veo lắm, nhưng nó chỉ rất đơn giản thế thôi. Ta tự nhiên khi mà chúng ta tự tin. Ta làm ngược lại thử xem nào. Nếu mà ta không tự tin thì sẽ thế nào? Ta cứ bảo nhau rằng ui lên lớp phải cười tươi. Nếu mà trong lòng sợ hãi thì cười cũng thành méo, thành méo, đúng không? Nói cũng thành gượng gạo, làm sao mà tự nhiên được? Thế cho nên muốn tự nhiên phải tự tin. Muốn tự tin thì như thầy nói phải chuẩn bị kỹ. Khi ta vững vàng về chuyên môn thì ta tự tin. Nhưng cũng có thể câu hỏi tôi, em cũng thấy em vững vàng về chuyên môn lắm, nhưng mà lên lớp em vẫn cứ run. Tôi hỏi có thật không? Thật đấy ạ. Thế thì tôi mới hỏi rằng, thế thì lúc đó thấy run là vì cái gì? Em run, tôi bắt bằng được phải nói run bởi cái gì mà run? Nghĩ cái gì mà run? Thế bảo em sợ những người ta hỏi gì mình không nói được. Ơ thế thì lại chưa chuẩn bị kỹ rồi. Đúng không? Cuối cùng quay trở về vẫn là mình chưa vững. Vững thì sợ gì? Đúng không? Và đôi khi là
với những cái trường hợp mà chúng ta cảm thấy đối tượng khó, nhưng mình đủ tự tin thì phần nào đó nó còn tạo thêm hưng phấn cho mình nữa cơ. Thật đấy ạ, các thầy cô đã trải nghiệm điều này chưa? Vâng ạ. Tôi nghĩ là nếu ai chưa trải nghiệm sẽ trải nghiệm thôi. Vâng ạ. Thế thì chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tốt. Nhưng điều này lại có vẻ mâu thuẫn với cái quan điểm là ném xuống nước cho người ta bơi, đúng không? Rất tiếc chúng ta không có thời gian vào chuyện này. Khi mà tôi học khoa, khi mà tôi chia sẻ với các giảng viên của tôi thì cũng có nhiều lần tranh luận vấn đề đấy. Nhưng quan điểm của tôi là cần phải cho họ được tập luyện, nhưng mà không được đẩy họ xuống nước khi họ chưa nắm vững kỹ thuật, họ chưa đủ tự tin. Bởi tôi đã từng hướng dẫn hai giảng viên mà nếu như không có tôi can thiệp thì chắc họ có khi họ bỏ nghề mất, vì họ quá sợ hãi, họ bị đẩy xuống quá sớm và khi đó họ bị vùi dập. À, tôi mượn từ của em, thực ra trong trường này tôi chưa bao giờ dùng từ vùi dập cả. Họ cảm thấy quá sợ hãi, ngợp và họ không dám lên lần sau nữa, hãi hùng luôn. Và khi đó các giảng viên và học viên chỉ thích, thậm chí mà có cả những phản ứng của học viên về trường, về cách lên lớp của họ nữa. Thế tôi cho rằng đấy là chúng ta đã đẩy họ xuống nước quá sớm, có khi họ chết đuối luôn đấy. Thế đây là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Vậy thì bất kể khi nào chúng ta hãy cố gắng vững về chuyên môn. Và đây ta đang chia sẻ về phương pháp ạ. Tôi thì hay nói ngay từ ban đầu cơ, là đến với một lớp phương pháp thì chúng ta phải mặc định rằng chúng ta đã có chuyên môn rồi. Ta có chuyên môn rồi ạ. Chứ còn nếu như chúng ta không vững về chuyên môn thì phương pháp không còn nhiều ý nghĩa nữa, đúng không? Phương pháp chỉ là phương tiện truyền tải nội dung thôi. Thế mà chúng ta không có cột thì làm sao mà cột lên hồ? Nội dung không vững lấy gì mà chuyển? Khi mà ta có nhiều nội dung nhưng ta chưa có cách chuyển cho hiệu quả thì ta chỉ là người nghiên cứu thôi. Nhưng ta chuyển đạt yêu cầu hiệu quả đến người học, ta đã là nhà sư phạm rồi. Vậy ta bàn với chuyện sư phạm. Thế trước khi là nhà sư phạm thì ta phải là một người có kiến thức rồi. Đấy, điều đó phải thật rõ ràng đấy ạ. Cảm ơn các thầy cô. Thế thì với thuyết trình thì ta hãy lưu ý điểm này thôi. Một điều cuối cùng của thuyết trình mà tôi muốn lưu ý: không đọc thoại quá 20 phút. Tại sao thế? Các nhà sinh học cho ta biết rằng cái bộ não con người ấy, nó chỉ hoạt động được tối 2 phút. Tức là nó tập trung chú ý được tối đa 20 phút. Đây ạ. Trên một cái trục tung và trục hoành thế này, khi mà chúng ta bắt đầu bài giảng thì sự tập trung trí của người học ở đây, đây là cái cột thể hiện sự tập trung trí. Bao giờ mà giảng viên vào lớp người ta cũng tập trung, người ta nhìn chứ. Sáng nay mọi người cũng nhìn tôi thế đấy, đúng nhỉ? Tò mò xem, ô, giảng viên này sẽ mang gì đến cho ta hôm nay. Chăm chú nghe, theo dõi, đúng không? Theo dõi khoảng 5 phút, 10 phút chán thì người ta sẽ tụt xuống, hay thì mức chú ý sẽ lên cao. Đúng như thế không ạ? Thế thì chúng ta hãy xác định, bao giờ cũng vậy, khi mình cung cấp thông tin cho người học thì bao giờ người ta cũng sự chú ý sẽ tập trung lên cao. Nhưng nó lên được khoảng chỗ này là 20 phút. Đây là điểm 20. Thì dù muốn hay không, nó sẽ hạ xuống. Cái cơ chế bộ não ấy, chỉ tập trung lên thế thôi. Thế nó sẽ hạ xuống. Thế nên chúng ta là giảng viên, ta lại tìm một phương pháp nào đó kích đẩy nó lên. Nó lại phải lên. Lên đây. Lên đây chỗ này 20 nữa, nó lại xuống. Ta lại phải tìm một phương pháp đẩy lên. Cứ như vậy. Và hãy xác định làm thế nào mà cái giờ giảng của mình ấy, bài thuyết trình ấy, lúc cuối cùng ít nhất nó phải ngang bằng lúc bắt đầu. Hoặc là nó lên cao này thì tốt quá rồi. Đấy là sự thăng hoa. Còn nếu như lúc kết thúc mà nó xuống đây là tụt xuống, là thậm chí âm, người ta còn ghét cái mặt giảng viên, người ta không muốn gặp lại nữa, thì đau khổ lắm ạ. Không như thế được, nhất định chúng ta không thể như thế nhé. Vậy thì hãy sử dụng phương pháp một cách linh hoạt và hiệu quả để cho bài thuyết trình của mình luôn luôn hấp dẫn. Chú ý đấy ạ. Bây giờ tôi lấy cái gì để làm cái mũi tên với các thầy cô bây giờ? Theo các thầy cô.
tôi làm gì bây giờ? Thực ra tôi đã độc hại khi nào? Tới 20 phút chưa? Chưa. Vâng ạ. Ta vẫn thương tác suốt mà. Nhưng cũng có một điểm tôi cũng chia sẻ ngay đấy. Tôi đã làm mẫu với các thầy cô một cái nhược điểm đấy. Ta phải trải nghiệm. Nếu như cả ngày mà ta có hỏi đáp suốt thế này cũng mệt lắm. Mệt lắm. Và vì thế bây giờ chúng ta cần phải có một cái cuộc trao đổi nho nhỏ, làm việc nhóm. Mặc dù tôi biết tôi có rất ít thời gian, thầy giáo đang chờ tôi đây này, và tôi chỉ còn có 20 phút nữa. Tôi vấn đề có thể cô làm việc nhóm, một cái nhóm rất đặc biệt. Nhóm rất đặc biệt nha. Và có thể trong đời có thể cô chưa trải nghiệm bao giờ đâu. Nào, ta thử xem. Đây là một điều mà chúng ta không nên làm. Tôi đang muốn làm mẫu một vài thứ đấy ạ. Không nên làm ở chỗ nào. Tôi đang tua đi mà có thể cô không đọc được, sẽ gây khó chịu. Thay vì việc này thì chúng ta cần phải có một cái điều khiển để tạm dừng màn hình. Ở phòng này không có. Tạm dừng màn hình. Mọi người vẫn nhìn thấy một trang này thôi. Còn tôi thì tôi di chuyển thoải mái trên máy tính. Chứ tôi có tua này thì ta rất là khó chịu. Thế cho nên nếu điều kiện cho phép chúng ta hãy làm thế nào đó. Rất có thể thầy giáo sẽ giúp được chúng ta việc này ạ. Có một vài cách trên máy tính nghe mà không cần phải có điều kiện vẫn làm được. Vâng ạ. Thì chúng ta hãy làm như thế nhé. Thế bây giờ thế này. Lúc đầu tôi dự kiến là chúng ta sẽ làm một cái tình huống, nhưng mà tôi đã thay đổi kế hoạch ngay từ đầu chiều nay rồi. Nào, đây là trình tự của phương pháp nghiên cứu tình huống. Một phương pháp mà hầu hết các thầy cô đều biết. Hãy quan sát trình tự của các bước của phương pháp này và thử giải thích hay là mô tả rõ cái bước trình bày bảo vệ giải pháp của phương pháp tình huống sẽ được thực hiện thế nào. Hoặc là các thầy cô hãy chọn, mỗi một nhóm sẽ chọn một cái nội dung mà mình muốn trao đổi trong trình tự này. Ta chỉ có 2 phút để làm thôi. 2 phút ạ. Với cái cách như sau. Cứ hai người, người ngồi cạnh nhau. Hai người cạnh nhau ạ. Hai người. Hai người là một nhóm. Hai người là một nhóm. Hai bạn là một nhóm nhé. Hai cô giáo một nhóm. Hai thầy một nhóm. Hai cô giáo. Hai người một nhóm. Và em ngồi trên này. Một nhóm. Cái này chúng tôi gọi là nhóm thì thầm. Nói thầm thôi ạ. Nói thầm. Và nhớ yêu cầu tôi này. Hãy trao đổi về một cái nội dung nào đó trên trình tự này. Những cái nội dung nào mà ta muốn trao đổi, ta trao đổi trước nhau rồi lát ta mang trao đổi vào lớp. Ta bắt đầu 2 phút. Hai người quay lại với nhau đi ạ. Các thầy cô, các đầu cầu, chúng ta cũng hãy quan sát toàn bộ các bước của phương pháp. Và lát chúng ta có thể có ý kiến thêm về các phương pháp này, à các bước này. Thiệt quá thì chả được trao đổi ra. Vâng, như tí này vẫn có thể ý kiến được các bước. Chúng ta hết 1 phút rồi đấy ạ. Còn 1 phút.
Vâng. Chọn nội dung trao đổi. Tức là cái nội dung thuộc về cái nội dung trên các bước kia. Chúng ta muốn trao đổi về cái gì cũng được. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, chúng ta có thể bình luận. Vâng. Được chưa ạ? Cảm ơn các thầy cô. Lại thêm một tình huống nữa đấy ạ. Có một tình huống xảy ra. Vâng. Chiều nay tôi đã làm một số những cái điểm mà gọi là cố tình làm ngược lại. Tức là tạo ra những nhược điểm, tạo những cái tình huống mà chúng ta phải xử lý để các thầy cô thể trải nghiệm ngay rằng chúng ta nên hay không nên. Ban nãy là một tình huống rồi và bây giờ là một tình huống nữa. Rất là cảm ơn cô giáo. Hãy dành một tràng pháo tay cho người vừa đọc cái câu hỏi của tôi. Các thầy cô đoán là tôi đang làm mẫu phương pháp gì không? Ta có đoán được không? Nhóm chứ. Đúng không? Phương pháp nhóm chứ. Tôi sẽ bảo là hai người một nhóm thì gì? Tôi đang làm mẫu phương pháp nhóm. Mà các thầy cô biết rằng phương pháp nhóm thì bao giờ cũng phải có phần giao nhiệm vụ nhóm. Tôi đã giao chưa? Rồi. Rồi chứ. Nhưng đúng rồi. Các bạn nói to lên. Chưa cụ thể này, chưa rõ này. Chưa gì nữa. Đặc biệt là chưa hiển thị lên. Cho nên mọi người không còn nhớ là cái gì nữa. Quay lại nói chuyện lúc quên tiệc. Đấy là lý do vì sao mà phương pháp nhóm cần phải hiển thị phương pháp trong hiển thị nhiệm vụ nhóm trong suốt quá trình làm việc nhóm. Lát nữa ta sẽ nói phương pháp nhóm. Tôi vừa mới làm để nảy ra một cái tình huống để các bạn cố tình sẽ phải giải quyết cái đó như thế nào đấy. Ta thấy không? Rồi, bây giờ trở lại. Trước khi nói đến phương pháp tình huống này thì tôi trở lại phương pháp nhóm. Đây chính là tôi đang muốn trao đổi về phương pháp nhóm. Còn tình huống lát nữa ạ. À, ta quay trở lại phương pháp nhóm. Rất là tuyệt vời hôm nay. Đúng là tôi không hề sắp xếp một tí nào. Nhưng mà mọi người đều tạo ra những tình huống đúng theo mong muốn của tôi. Rồi, sau đây chúng ta sẽ chia sẻ một chút về phương pháp nhóm. Phương pháp làm việc nhóm này hầu như ai cũng rất quen, đúng không nào? Và tôi tin các thầy cô đã sử dụng nhiều rồi, hay là cũng trải qua nhiều rồi. Thế thì trình tự các bước của nó đây ạ, có đúng như những gì các thầy cô thường làm không? Tôi chỉ mượn cái tiết mục ban nãy để chúng ta được làm việc nhóm một tí. Xin chia sẻ. Đây là cách điều tiết thời gian của tôi đấy ạ. Tôi còn rất ít thời gian. Nếu tôi làm mẫu hôm nhóm thì ta hết cả buổi chiều này mất. Tôi không thể. Nhưng tôi cũng muốn mọi người được dừng để làm việc riêng một tí, bởi vì hỏi đáp lâu quá cũng mệt như ban nãy nói đấy. Cho nên là tôi chủ định là sẽ để mọi người làm việc nhóm, nhưng là nhóm thì thầm. Một loại nhóm đặc biệt. Ít thời gian, không gây ồn, không di chuyển. Thế là tôi đạt được tất cả mục tiêu trong phần vừa rồi. Và vừa tạo ra một cái tình huống để chúng ta mở đầu cho phương pháp nhóm một cách sinh động hơn. Không phải tự tôi nói mà các thầy cô đã tạo ra tình huống rồi. Nói như thế này. Giao nhiệm vụ. Trong bước giao nhiệm vụ này cần phải chú ý điểm gì? Chúng ta xem nha. Phân công nhiệm vụ thì cần phải chính xác và rõ ràng dễ hiểu. Ban nãy các bạn đã nói rằng giao nhiệm vụ rồi nhưng không rõ, nhưng không cụ thể. Và bạn cho rằng nhắc tôi là không hiển thị. Nên tôi làm thao tác là viết lên bảng như này. Nhưng viết này được không? Không. Nhiệm vụ không viết như thế này được. Cầu thả, ngẫu hứng, không cho phép. Giảng viên tất cả những gì phải làm sẵn cơ. Tôi ví dụ như này. Khi tôi giảng dạy đúng với nhóm, tôi phải giao nhiệm vụ. Giả sử như, cho mọi người xem cái nhiệm vụ nha. Phải chuẩn bị trước, rất là chỉnh chu cơ. Chứ không phải ngẫu hứng như thế. Đây. Đây là nhiệm vụ nhóm của tôi. Ta quan sát nhé, cách giao nhiệm vụ. Đã gọi là giao nhiệm vụ thì người ta đọc xong, người ta phải biết rất rõ người ta làm gì. Và một cái nhiệm vụ cụ thể, chính xác, rõ ràng là người học người ta không cần phải hỏi lại. Cứ thế nhìn mà làm thôi. Đấy. Thế ra nó tỉ mỉ thế này cơ mà. Từng nhóm một làm gì. Rồi nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm. Ví dụ, ở đây tôi yêu cầu rất cụ thể.
Đây là với những lớp mà tôi cần phải kiểm soát họ, một cái kỹ thuật rất là quan trọng của nhóm, mà tôi xin tạm thời hôm nay chưa trao đổi về điều này, vì nó hơi mất thời gian một chút, nhưng tôi xin gợi ý thôi ạ. Rồi ghi kết quả ra giấy hay không, rồi thời gian là được nhóm 15 phút. Thông thường sẽ có là thời gian trình bày kết quả là mấy phút nữa một người, với điều kiện là tôi định cho mọi người trình bày đại diện của từng nhóm đứng tại chỗ nói. Nhưng ở đây tôi không ghi cái phần đó, thì tôi là giảng viên người chủ định, thì tôi hiểu ngay, ở đây tôi sẽ cho lớp trình bày bằng phương pháp bể cá, cho nên sẽ không có chuyện là trình bày là bao nhiêu thời gian nữa, mà bể cá do tôi điều khiển sẽ không ghi vào đây, ví dụ thế. Thế thì giảng viên mình chủ định làm gì, mình sẽ phải sắp xếp rất là kỹ lưỡng và chu đáo trên cái bảng phân công này, để cho người học người ta cứ thế người ta làm theo. Đây là một lưu ý cực kỳ quan trọng mà nhiều giảng viên không làm, hay làm không đến nơi đến chốn. Các anh chị thấy không, ban nãy tôi làm một động tác không đến nơi đến chốn xảy ra chuyện ngay, y như rằng chúng ta quay được một tí, tôi quên ngay và hỏi thưa cô yêu cầu là gì đấy. Ta thấy chưa, trải nghiệm lập tức. Thế và một lưu ý khác nữa cũng không kém phần quan trọng của phương pháp làm việc nhóm. Nếu như các nhóm có cùng một nhiệm vụ, ta giao nhiệm vụ trước khi chia nhóm một lần. Nhưng nếu như mỗi nhóm một nhiệm vụ, như trường hợp tôi vừa chiếu ấy, mỗi nhóm một nhiệm vụ như này đây này, đấy, nhiệm vụ khác nhau, thì ta phải sao? Ta sẽ phải giao nhiệm vụ chung trước lớp này, rồi đưa nhiệm vụ về từng nhóm. Hoặc là cho trưởng nhóm chụp lại nhiệm vụ mang về nhóm. Hoặc là chúng ta in ra giấy A4 đặt trên bàn cho họ. Trong những trường hợp mỗi nhóm làm một phòng làm việc riêng, đúng không? Thế thì chúng ta cần phải làm như thế để đảm bảo rằng họ luôn luôn theo dõi được nhiệm vụ, thì sẽ không có chuyện xảy ra như ban nãy. Đấy, ta nhớ nhé, đây là một thao tác rất quan trọng. Một thao tác nữa, và cũng là chi tiết cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với nhóm ở đây trong buổi hôm nay, đó là phần trình bày kết quả. Phần trình bày kết quả ở đây tôi còn đặt dấu ba chấm, rất là có nhiều cách nữa cơ. Tuy nhiên đây là một số cách trình bày kết quả rất là sinh động. Trong đó cô Huyền lại nhìn thấy chữ bể cá rồi. Cô Huyền rất ấn tượng hướng vào cá, và nhiều thầy cô cũng sẽ thích cô học đó. Thế nhưng còn có nhiều tên ấn tượng hơn nữa cơ, hấp dẫn lắm. Phương pháp thị trường, chắc chắn các thầy cô hỏi là gì, lại muốn tôi giải thích bây giờ cho bạn xem. Rồi phương pháp triển lãm tranh nghe cũng hấp dẫn lắm đấy ạ. Tuy nhiên tôi phải xin lỗi, ngay là ta sẽ hẹn nhau một dịp khác đi. Cái thế giới phương pháp của nó vô cùng mênh mông. Tôi cũng thế ạ, tôi đi các nơi và tôi cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Và thế đâu tôi cũng muốn học, tôi cũng đặt câu hỏi giống với thầy cô đấy. Và đó là điều tốt ạ. Thế thì đây là các cái phương pháp để trình bày kết quả là được nhóm. Nhưng tôi chỉ ví dụ thế này. Một lớp học giống như là đây, lý tưởng. Ta có thể trình bày bằng thị trường cũng được, triển lãm tranh cũng được. Triển lãm tranh là cái cách như này này. Ví dụ có bốn nhóm. Các nhóm sẽ thể hiện kết quả trên giấy A0, trên một cái tấm affix lớn. Và tôi quy định mỗi nhóm ở một góc lớp. Xong rồi thì đặt cái kết quả góc lớp đó. Mỗi nhóm cử một người đại diện đứng trước bức tranh đó. Tôi coi đó là bức tranh giống như là chúng ta xem triển lãm tranh ấy. Ta đi từng bức tranh một, ta xem người ta bình phẩm nó đẹp hay xấu, vân vân. Thế thì chúng ta cùng kéo nhau đến xem bức tranh. Vậy thì mỗi nhóm sẽ cử một người đại diện đứng ở đó để bảo vệ, để trình bày về cái bức tranh của nhóm mình. Còn lại tất cả cùng với giảng viên, giảng viên dẫn cả lớp đến bức tranh thứ nhất, tất cả đứng quan sát, nghe người đại diện trình bày, xong đặt câu hỏi cho họ. Nghiệm thu xong bức tranh này rồi, bình phẩm xong rồi, tất cả kéo sang bức tranh thứ hai, tương tự cứ như vậy. Đấy là phương pháp triển lãm tranh, một cách cũng rất là sinh động. Lớp như thế này, lý tưởng là điều đó. Như lớp học 100 người, học viện hành chính của tôi, thông thường các lớp học từ khoảng 70 người đến 150 người, thì không triển lãm tranh được. Làm gì có không gian, ngồi chật kín hết hội trường, biết đâu ra mà triển lãm tranh. Nếu như, thậm chí có những lớp mà còn không có chỗ để giảng viên lách đi xuống dưới nữa cơ. Giảng viên chỉ đứng có mỗi cái phạm vi thế này, dưới là không có chỗ đi. Nhưng tôi vẫn cho làm việc đó. Vậy thì trong trường đó,
là vì nhóm không nên xáo trộn vị trí của người học, mất thời gian, ồn ào mà khó khăn lắm. Hãy ngồi tại chỗ, mỗi bàn là một nhóm. Xong, được không ạ? Tránh di chuyển. Còn khâu trình bày, ta nói khâu trình bày. Đứng tại chỗ trình bày, nói to hoặc nói vào mic. Và giảng viên sẽ đứng điều khiển cái cuộc trình bày ấy. Cử một học viên ghi các ý kiến chính lên trên bảng. Để cuối cùng, sau ý kiến của các nhóm, ta sẽ có một cái bảng tổng hợp trên bảng để cả lớp cùng theo dõi được. Ví dụ thế. Như vậy ta sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề khó khăn, lớp đông, rồi không gian chật hẹp vân vân. Ví dụ vậy. Thế thì các cái cách để trình bày kết quả làm nhóm tùy theo môi trường điều kiện nào mà ta lựa chọn. Đấy là một cái món quà nữa tặng các thầy cô trong khu vực nhóm. Còn nhiều thứ hay lắm ở khu vực nhóm. Và cũng nhiều thứ nó khó lắm ở khu vực nhóm. Mà khi chúng ta làm, ta mới thấy nó nảy ra. Tôi mong các thầy cô sẽ nghiên cứu thêm nhé. Rất là hy vọng khi nào đó chúng ta có dịp để trở lại với nhau một cách kỹ lưỡng vấn đề này. Chúng ta có hỏi gì không? Cô giáo cho em hỏi một chút ạ. Vâng ạ, mời thầy. Dạ, tôi sẽ dành thời gian cho hai câu hỏi. Bây giờ là câu hỏi thứ nhất ấy. Mời thầy ạ. Xin phép thầy cho em hỏi là, xin phép cô cho em hỏi là giảng viên thì có hai giới, là nam giới và nữ giới. Thì tần suất phát thanh, tần suất nói ấy, bao nhiêu từ trên một phút đối với từng giới là phù hợp? Đấy là câu thứ nhất ạ. Và câu thứ hai là báo cáo với cô giáo là trong đối tượng huấn luyện thì có huấn luyện lần đầu và huấn luyện định kỳ. Huấn luyện lần đầu là với người chưa biết hoặc biết ít, còn huấn luyện định kỳ là với người biết rồi, thậm chí là giỏi. Vậy thì phương pháp của cô giáo là đưa từ bước 1 là thuyết trình đến nghiên cứu tình huống để cái cây đi lên. Thế thì chúng ta có sử dụng cái cây đi ngược lại không? Hoặc sử dụng cái cây này trong trường hợp cho hai loại đối tượng như thế nào cho nó hiệu quả nhất? Cô giáo tôi nghe chưa rõ. Vâng ạ. Tôi nghe, tôi chưa hiểu câu hỏi thứ hai của thầy. Thầy có thể nhắc lại cái vắn tắt. Vâng, vắn tắt là thế này ạ. Có hai loại đối tượng. Huấn luyện lần đầu và huấn luyện định kỳ ạ. Tức là huấn luyện với lần đầu ấy là với người biết ít, đúng không ạ? Huấn luyện định kỳ là cho người biết nhiều, thậm chí là giỏi rồi. Thế thì phương pháp của cô giáo xây dựng đưa lên là chúng ta từ bước cái chúng ta là thông thường đi từ thuyết trình cho đến nghiên cứu tình huống ấy. Nghĩa là từ cái nhận thức thấp cho đi đến cái mức cao xử lý tình huống ấy. Thế thì trong trường hợp chúng em muốn hỏi cô là để áp dụng cho hai loại đối tượng này, thì cái cây đi từ các phương pháp này này, thì sử dụng đan xen các phương pháp gọi là mang tính chất tương đối thôi. Thì dùng cách nào là hiệu quả nhất? Cách nào hiệu quả nhất? Cảm ơn thầy. Vâng. Nếu được, cô giáo cho em hỏi thêm một câu nữa về tình huống. Vì cái này xảy ra rồi ạ. Thưa thầy, lẽ ra thầy chỉ có một câu hỏi thôi ạ. Tôi đã nói rằng tôi có thể chỉ cho hai câu hỏi. Vâng, vâng. Mà trong lớp ở đây cũng có một câu hỏi đang chờ sẵn rồi và ưu tiên thầy trước đây ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn thầy nhé. Chúng ta sẽ phải hẹn gặp nhau vào các khóa học khác nữa rồi. Chắc chắn sẽ gặp lại thầy. Chào thầy. Thế thì bây giờ thế này ạ, tôi sẽ cố gắng để làm cho thầy có thể có một cái cách thỏa mãn với những câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất của thầy là về cái tốc độ nói của nam và nữ khác nhau này và như thế nào là vừa. Tôi thì tôi tin là khi thầy đặt cái câu hỏi này là thầy có một thông tin gì đó về chuyện này. Tôi đoán vậy. Tôi đoán đúng không thầy? Tôi đoán đúng không ạ? Không, cái này là báo cáo cô giáo là vì chúng em cũng đi dạy, có người nói nhanh, có người nói chậm, có anh em học viên tiếp thu được. Và đặc biệt là cái tiếng vùng miền nó sẽ khác nhau. Thế nghe cô giáo nói thì rất là dễ hiểu mà vào từ. Thế tần suất phát thanh của cô giáo là bao nhiêu từ trên một phút ạ? Thì có thể áp dụng được. Cảm ơn thầy. Thế tên gì đấy ạ? Em tên là Bản, cô giáo ạ. Thầy Bản ạ. Vâng. Cảm ơn thầy Bản. Cảm ơn thầy vì thầy đã làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy được thư giãn một chút. Rất là thoải mái ạ. Và tôi biết rằng thầy là một người thầy rất là dí dỏm. Đây là một câu hỏi tu từ. Tôi coi đó là một câu hỏi tu từ để chúng ta được thư giãn thôi. Chứ còn tôi đoán là thầy Bản cũng không quan tâm đến việc là tần suất bao nhiêu đâu. Bởi vì tôi cũng công bố với thầy là tần suất bao nhiêu. Thầy không đứng đếm để là mấy phút, một phút thầy nói mấy từ đâu. Mà thầy sẽ căn chỉnh trên cái thực tế thầy nói như nào để điều chỉnh thôi ạ. Chắc chắn là sẽ thế. Cho nên thầy không cần câu trả lời đó của tôi đâu. Mà chỉ là một hình thức thư giãn thôi. Và thầy chấp nhận điều đó đi. Vì một ý, nữ và nam thì tốc độ cũng không phải khác nhau ở giới tính đâu ạ. Mà là cái sự cảm nhận người nghe.
Mình nghe, người ta nghe được mức độ nào vừa phải. Những cái câu thứ hai của thầy nó lại trả lời ngay cho câu thứ nhất. Thầy nói rằng mỗi một vùng miền, một giọng nói khác nhau thì có thể điều chỉnh âm thanh khác nhau, đúng không? Ví dụ tôi nói cho những người đang trong hội trường này, tất cả đều Hà Nội thì rất là dễ nghe nhau. Nhưng mà lần tôi giảng dạy ở Quảng Ngãi, tôi vẫn nói này thì tôi cứ tưởng rằng là mình nói mọi người cứ dễ nghe. Nhưng hóa ra có thể cô phản ánh là cô nói khó nghe lắm. Thế thì tôi biết rằng cái tiếng Hà Nội ở đây cũng chưa chắc đã dễ nghe so với ở Quảng Ngãi. Ví dụ thế. Vậy thì trong trường đó, tốc độ không ý nghĩa gì khi ta đến các vùng miền khác nhau. Trên câu thứ hai nó đã bảo rằng câu thứ nhất đừng trả lời làm gì. Cảm ơn thầy Bảo. Câu hỏi thứ hai của thầy nhé. Cô giáo cho em xin có ý kiến một tí ạ. Cái câu này cũng phải là em phải hỏi thêm chắc chắn rồi. Cô cho em là cái tần suất về có cái nghệ thuật phát biểu miệng, có một bộ môn nói như vậy. Nghĩa là chúng ta có một cái cụm từ để cho người ta tập, các giảng viên tập nói làm sao cho nó phù hợp. Em nghĩ cô giáo cho em cái thông số, nếu được hoặc nếu không thì vào buổi sau cô giáo có thể cho cái thông số để cho mọi người có thể tập ạ. Thầy bạn ơi, thế này nhá. Tôi nghĩ rằng là nếu như tôi mà có thời gian, tôi sẽ hỏi cả lớp ấy, cả lớp sẽ chỉ cho thầy rất nhiều thứ ở đây này. Nhưng mà không có thời gian làm việc đó đâu. Mà tôi sẽ trả lời ngay này. Nếu như tôi là một người phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi được đào tạo qua một cái lớp phát thanh thì chắc chắn đó là một cái bài học cơ bản nhập môn của môn phát thanh viên, thì sẽ có ngay câu trả lời cho thầy đấy ạ. Còn khi mà giảng viên lên lớp thì chúng tôi lại không quan tâm đến cái điều máy móc ấy, và tôi cũng khuyên giảng viên đừng máy móc. Và câu trả lời ban nãy đã rõ rồi đấy ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Thầy bạn nhé. Rồi. Ngay cái điều này đã thấy rằng chúng ta phải rất là linh hoạt đấy, chứ không phải căn cứ vào tốc độ bao nhiêu đâu. Thế thì tôi đã quan tâm đến câu hỏi thứ hai của thầy hơn. Đấy là câu hỏi thực sự là cần thiết cho chúng ta đấy. Là nếu chúng ta dạy với một đối tượng mà lần đầu người ta được học được những người mới, thì áp dụng tất cả các phương pháp như vừa rồi. Nhưng nếu như họ năm nào cũng học nội dung đó, họ làm thường ngày rồi, thì cách gì là cách để cho chúng ta dạy hiệu quả nhất? Đây là một điều khá thú vị, và khóa huấn luyện nào các giảng viên cũng hỏi tôi. Hôm nay ở đây chúng ta thời gian hơi ít, các thầy cô chưa kịp hỏi. Thế thì nhân tiện, rất cảm ơn thầy Bảo ạ. Điều này mới là thực sự có ý nghĩa với chúng ta đây này. Thì tôi xin trả lời vắn tắt như thế này ạ, mà xin phép câu hỏi lại các thầy cô. Gợi ý của tôi nha. Những cái lần mà chúng ta giảng dạy về những thứ họ đã biết rồi, năm nào cũng lặp đi lặp lại, thì ta đừng làm cái việc là giảng lại cho họ cái họ đã biết. Chắc chắn không làm thế. Bởi vì làm thế, người ta vừa chán, người ta vừa bực mình, người ta cảm thấy không ý nghĩa, mất thời gian. Cho nên người ta rất là sợ đi học lại như thế. Và đa số những giảng viên huấn luyện của ta khi huấn luyện lại làm như thế đấy ạ. Đấy là hiện thực mà tôi đã biết trong rất nhiều lần tham gia vào các khóa huấn luyện của An toàn lao động. Đấy, cho nên câu hỏi của thầy rất là thiết thực. Vậy thì làm thế nào? Hình như ban sáng tôi đã nói rồi sao? Đúng nhỉ? Một là gì các thầy cô? Nhắc giúp tôi. Đúng rồi ạ. Thầy bạn nhớ nhé. Ta nhớ này, xin mời các thầy cô hãy nhớ lại một lần nữa. Một là hãy yêu cầu người học nhắc lại những nội dung quan trọng nhất hay nội dung chính của cái quy định ấy, hay của cái mà họ đã biết rồi. Họ nhắc không phải mình nhắc đâu. Thứ hai, cho họ được đặt câu hỏi, nêu ra các cái tình huống đã xảy ra trong thực tế cần phải xử lý, hoặc là những cái khó khăn mà khi họ áp dụng họ gặp phải hàng năm như thế nào. Sau đó mình gộp lại, mình trao đổi với họ. Trao đổi nhá, chứ không phải là mình trả lời đâu ạ. Trao đổi. Đấy. Rồi cuối cùng, mục thứ ba, giảng viên cần phải chủ động nêu thêm ra cho họ biết một số tình huống có thể họ chưa gặp mà năm sau họ sẽ gặp. Hoặc là chúng ta nhấn mạnh lại, chốt lại những điểm mà họ cần phải lưu tâm, đừng bao giờ quên khi mà thực hiện cái mà họ đã biết rồi. Thế là xong buổi đó. Vậy các thầy cô thấy cách như thế cô hiệu quả không? Rất hiệu quả đấy ạ. Và năm nào cũng huấn luyện thì năm nào họ cũng vẫn muốn đi. Bởi vì mỗi năm họ lại thấy, ồ, năm qua mình lại mắc như thế này, rồi họ lại thấy được những điều mới nữa. Vẫn là cái quy trình đó thôi. Nhưng họ biết được người này đã chỉ cho mình cái gì sẽ phải đối mặt sắp tới nữa, có thể xảy ra. Thì họ rất là thích. Tôi mong thầy bảo sẽ đồng ý ạ. Cảm ơn thầy. Thầy cười rồi, yên tâm rồi ạ. Nào, ý kiến cuối cùng ạ, tôi rất xin lỗi với thầy cô vì sẽ không thể có nhiều cho ý kiến thứ hai nữa. À, ý kiến thứ ba nữa. Mời em, một ý kiến ngắn gọn. Bạn làm chủ thời gian. Ừ.
Có phải câu hỏi của em là thế này không? Khi chúng ta bị áp lực giữa nội dung thì nhiều, thời gian thì ít, làm thế nào? Câu hỏi ngắn gọn thế thôi đúng không? Cảm ơn thầy giáo. Đây là một vấn đề mà giảng viên hay quan tâm lắm. Thực sự là cần thiết đấy, đấy những câu hỏi như thế. Rõ ràng là hiện thực xảy ra đấy, ở đâu cũng vậy, ở trường tôi cũng thế, và chính tôi cũng thế. Hôm nay tôi cũng thế. Tôi dự kiến nội dung này nhiều lắm mà. Và từ nãy các thầy có thấy đấy, mỗi phương pháp tôi chọn ra có 2 điểm hoặc 1 điểm để trao đổi. Phương pháp nhóm vừa đây tôi đang trao đổi vấn đề thứ hai. Đúng nhỉ? Dựa trên cái trình tự ấy, tôi trao đổi một là gì? Ban đại ca anh chị. Và hai là cái gì? Một là giao nhiệm vụ, hai là trình bày kết quả. Nhưng ngay cả trình tự nó tận những 5 bước cơ mà, nhưng tôi chỉ trao đổi có 2 thôi. Đấy là gì? Cách chúng ta chọn nội dung để trao đổi. Ta không thể dàn hàng ngang tất cả được. Khi mà nội dung thì nhiều mà thời gian thì ít, ta lại phải chọn, ta phân tầng ra. Một là những nội dung này họ có thể đọc ở nhà. Nội dung này ta gợi ý cho họ đọc và ta nghiệm thu bằng câu hỏi. Nội dung kia ta dành thời gian trên lớp để trao đổi. Nếu không có ta, họ có thể nhầm lẫn, họ có thể không làm được. Ta chọn trên lớp ưu tiên. Đấy, đấy là cách mà tôi chọn như ở đây này. Ví dụ, chúng ta vừa mới trải qua đây ạ. Đây. Cảm ơn em, câu hỏi này rất quan trọng. Dạ, thầy chờ tôi một tí ạ. Thầy giữ lại ý kiến này, chờ tôi sau đây một phút để tôi giải quyết cái này cho xong. Vâng. Vâng ạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy ạ. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi của thầy tôi đang làm. Lát tôi sẽ có câu kết luận lại và tôi sẽ nhờ mọi người kết luận giúp tôi nhé. Thầy giữ câu hỏi này nhé. Câu hỏi này rất hay đấy ạ. Trở lại câu hỏi của bạn. Nào. 5 bước, 6 bước. Nhưng mà tôi chỉ chọn cái bước giao nhiệm vụ và bước trình bày kết quả để làm. Đấy là cách chọn. Bởi vì tôi cho rằng cái giới thiệu chủ đề giống như một số câu hỏi khác, các thầy cô có thể sẽ tự tìm tòi. Và tôi lựa chọn trong 6 bước này thì hai cái bước khó nhất với nhiều vấn đề cần phải trao đổi nhất tôi đang nêu ra. Còn những thứ khác, nó là các thầy có thể tìm hiểu lúc khác. Trong việc phải lựa chọn thì tôi chọn cái khó nhất, cái cần nhất. Thì đấy là một. Thứ hai, trong cái bài giảng ấy, chúng ta luôn phải sắp xếp. Vẫn là một cái nội dung bài giảng của em. Nhưng cũng có thể ở với đối tượng này em được giảng một ngày, đối tượng khác em được giảng 3 ngày. Khi đó cái sự lựa chọn ấy càng phải thể hiện rõ hơn. Tôi nghĩ là câu trả lời đã rõ rồi đúng không ạ? Được chưa? Lựa chọn vấn đề để trao đổi nhé. Cũng như thế, tôi giảng một cái nội dung dành cho lãnh đạo cấp phòng chẳng hạn. Một cái chuyên đề là kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp. Chuyên đề này là quy định là 3 buổi. Nhưng có đến 50% các lớp học toàn đề nghị học 1 buổi với 2 buổi thôi. Thế thì khi nào mà họ đề nghị là chúng em đợt này ra quân nọ kia không thể nào xuống hết được, chúng em chỉ học được có 2 buổi thôi. Tôi đồng ý học 2 buổi. Thế là tôi phải chọn vấn đề để trình bày trong 2 buổi. Vậy thì nếu như đấy là lãnh đạo phòng ấy, thì tôi sẽ cho rằng đối với họ cái kỹ năng điều hành quan trọng hơn tổ chức. Tôi ưu tiên thời gian cho điều hành. Còn tổ chức họ đã biết rõ rồi. Tôi đặt ra một loạt câu hỏi cho họ đọc nhà và trả lời câu hỏi, thậm chí nghiệm thu nộp cho tôi. Ví dụ thế. Đấy là một vài cái ví dụ về cách mà chúng ta triển khai bài giảng. Ta không hề bỏ bài. Nếu như ta không giảng họ, ta thể kiểm tra bằng các câu hỏi. Ta thể giao nhiệm vụ cho họ đọc. Hoặc thậm chí cung cấp, em có thể cung cấp cho họ cái đường link, hãy đọc tài liệu này, đọc tài liệu kia. Và viết nghiệm thu tôi về cái này cái kia. Đấy là một cách rất là hay. Thế thì ta sẽ giải quyết bao nhiêu thời gian cũng được. Và như hôm nay ấy, là tôi chọn vấn đề để trao đổi, còn cái vấn đề khác. Còn hẹn với thầy cô ở khóa học khác chưa biết đến bao giờ. Nhưng chuyện đấy là bình thường ạ. Vì ngay cả những vấn đề tôi dự kiến ở đây cũng là chỉ là một phần thôi. Phương pháp nó mênh mông lắm, nhiều lắm. Và chúng ta cả đời học cũng không hết. Cho nên là chuyện đương nhiên. Cho nên chuyện này thì cũng không có mâu thuẫn với những gì mà chúng ta dự kiến đâu ạ. Trở lại câu hỏi của thầy. Mặc dù là tôi nói là chỉ có thời gian để trả lời 2 câu hỏi, nhưng câu hỏi thứ 3 này thì đến bây giờ có thể tháo gỡ được rồi đấy ạ.
Các thầy cô hãy trả lời giúp tôi câu hỏi này. Khi mà chúng ta dự kiến như thế, đã chọn lựa rồi, xong câu hỏi của bạn rồi, nhưng trong quá trình trao đổi mà người học lại cứ trao đổi dài quá, nhiều ý kiến quá, khiến chúng ta bị ché doán, thế thì làm thế nào? Em cách của bọn em thì thường lúc mà sẽ tập trung vào những câu hỏi liên quan chính cái phần giao lập đấy, còn những câu hỏi liên quan thì mình có thể là đẩy xuống về phần thảo luận sau, hoặc sẽ để đẩy xuống phần thảo luận sau để tăng lên. Tôi nghĩ em, có phải ý em là loại bỏ những câu hỏi không thực sự đúng để tiết kiệm thời gian? Rồi, xong rồi, cảm ơn em, rất tốt. Tuy nhiên, cái câu hỏi thầy rất có thể sẽ là thế này. Câu hỏi nó vẫn trúng, nhưng mà người ta nói nhưng mà người ta là... Và... Để cho tôi nói. Tôi đùa thôi ạ, cái cô lấy lại lời tôi ạ. Nhưng mà người ta nói dài hoặc là cũng vẫn là câu hỏi đó, nhưng có thể phát sinh ra nhiều nhánh nhiều khác nhau nữa. Nó cũng không nằm ngoài đâu, thì ta không thể loại được. Thì mình làm thế nào? Tôi đúng thầy, đấy là cái khó đấy ạ. Nào, cần phải... Cái võ nghệ cao cường của giảng viên đấy. Làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là thầy đã có câu trả lời. Thầy tin chắc là thầy sẽ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Thầy xử lý thế nào ạ? Mong là thầy cứ chia sẻ với mọi người đi ạ. Thường thường trong quá trình giảng viên cho học sinh thì học sinh người ta có những cái muốn hỏi mình là những cái phần biết tự của mình được đấy. Vâng. Những cái phần đó hỏi sang những cái khác. Những cái đó cho nên là khi đã phát sinh ra những cái chuyện đó thì nó sẽ dẫn đến kéo dài cái thời gian ra. Chứ không làm gì ạ? Thì làm gì? Kéo dài thời gian ấy ra thì đương nhiên mình là tất cả những cái phần mà khi mà mình giải nó như được hết thì mình chỉ trả những cái tính và sau đó là cho người ta về nhà nghiên cứu và về sau cần hỏi là... Có phải là mình sẽ về nhà tiếp. Cảm ơn thầy, rất tốt ạ. Vâng. Các thầy cô thấy không? Có biết tôi đang làm gì không ạ? Có phát hiện thấy tôi đang làm gì không? Tôi đang làm đấy ạ. Tôi đang xử lý đấy. Xử lý cả bạn ấy, cả thầy luôn đấy ạ. Trường hợp của em, bạn ấy chưa nói xong, tôi bảo đúng rồi, có phải em là thế này không? Nhắc luôn, em không trình bày nữa, tôi hiểu rồi. Mà nó chú ý em đúng không? Rồi, xong, rất ngắn gọn. Thầy ơi, xong rồi thầy làm gì? Tôi dục, mọi người có thấy tôi can thiệp vào cái phần trình bày không? Nếu tôi để thầy thoải mái, thầy nói 5 phút cho mà xem. Cho nên tôi đến gần tôi, thầy ơi, xong rồi thầy làm gì? Khi mà thầy đang trình bày cái vấn đề là lý do tại sao người học như thế để thầy dẫn giải, thầy giáo mà bao giờ cũng rất là đầu cuối ạ. Tôi biết thế. Thế là tôi kéo thầy đến kết luận ngay. Rồi thầy làm gì? Đấy là một cách ạ. Mình khẩn trương ạ, thì người học cũng khẩn trương. Và mình can thiệp lập tức, người học sẽ làm theo lời can thiệp của mình và rút ngắn lại. Đây là hai ví dụ luôn. Vì thế cho nên câu hỏi của thầy cũng đề đặt ra. Khi học viên người hỏi dài làm xâm chiếm thời gian của mình, thì câu trả lời của tôi là ta không để xảy ra chuyện đó. Chứ không phải là để nó xảy ra rồi mới đi chữa cháy. Ta không để xảy ra. Bởi vì khi họ nói dài, ta sẽ phải ngắt. Khi họ nói lạc, ta sẽ phải kéo nó lại rồi. Đấy là việc làm chủ nội dung và làm chủ thời gian ta nói ban nãy đấy. Các thầy cô nhận ra không ạ? Chúng ta đồng ý nhé. Các thầy cô đều đồng ý như vậy nhé. Thế cho nên các thầy cô thấy không? Những câu hỏi này rất hay ạ. Rất là hay. Vâng ạ. Tôi xin lỗi. Những câu hỏi này rất hay bởi vì nó càng ngày càng minh họa cho chúng ta thấy rằng những gì ta nói từ sáng giờ ấy, nó theo một vòng tròn đồng tâm, nó cứ lồng vào nhau suốt đấy, đúng không? Có những thứ mà nó nhắc nhắc lại từ sáng giờ, và kỹ thuật nọ lồng vào kỹ thuật kia, khiến cho chúng ta buộc mình phải tìm hiểu tất cả mọi thứ, thì mới có thể làm tốt được đấy ạ. Thế cho nên hãy dành thời gian nhiều cho nó nữa. Và tôi sẽ kết thúc phần chia sẻ này bằng phương pháp tình huống. Ban nãy ta đã nhắc ra tình huống rồi đấy ạ. Phương pháp tình huống một chút. Một cái phương pháp mà chúng ta sử dụng trong giảng dạy an toàn lao động rất là hiệu quả và rất hay ạ. Rất là hay. Thì ở phương pháp tình huống này, tôi chỉ xin chia sẻ một vài cái nội dung không nằm trong quy trình.
không nằm trong quy trình là thế nào. Tôi sẽ không nói về cái trình tự của phương pháp tình huống này nữa. Đây là trình tự ạ. Như ta không phân tích về trình tự nữa. Mà tôi muốn nói về điều kiện để thực hiện phương pháp tình huống. Trong thực tế, các thầy cô nếu đã sử dụng phương pháp tình huống nhiều rồi thì chúng ta cũng có thể đã biết được cái trình tự này, hoặc có thể gần như thế, về cơ bản ta vẫn làm được ạ. Tuy nhiên, có nhiều thầy cô hiểu nhầm về tình huống. Một số hiểu nhầm sau đây, tôi xin nói về các hiểu nhầm. Cái hiểu nhầm thứ nhất, chúng ta chưa thực sự, đôi khi có một số thầy cô chưa thực sự hiểu thế nào là phương pháp nghiên cứu tình huống. Với tư cách nó là một cái case study, nó phải thực sự là một cái case study, chứ không phải là câu hỏi có vấn đề. Ví dụ, bây giờ tôi nói rằng tôi đặt một tình huống, một giảng viên đến lớp bị chậm 5 phút. Lúc đó, giảng viên ấy sẽ xử lý như thế nào? Đấy phải tình huống không? Rất nhiều người trả lời tôi rằng đấy là tình huống, nhưng không. Đấy không phải là một tình huống để nghiên cứu tình huống đâu, mà chỉ là một câu hỏi có vấn đề mang tính tình huống mà thôi. Bởi vì sao? Để trả lời câu hỏi đó có dễ dàng không? Ta thể trả lời được không? Tôi đặt cho các thầy cô đấy. Nếu như chúng ta đang đến trên đường đến lớp mà ta bị tắc đường, ta còn có 5 phút nữa là vào giờ, vậy chúng ta xử lý thế nào? Ta đừng vội vàng trả lời ngay là xử lý thế nào. Trước khi trả lời, ta phải đặt ra một loạt câu hỏi. Chỗ tắc đường cách trường bao xa? Ta đi bằng ô tô hay xe máy hay đi bộ? Đây là buổi đầu tiên hay buổi thứ mấy? Ta có số điện thoại của lớp trưởng không? Vân vân và vân vân, có rất nhiều thứ phải làm rõ mới chỉ ra được cái cách xử lý thế nào. Chứ còn ta chỉ ra bất kỳ cách xử lý nào, người khác sẽ vặn lại ngay lập tức. Không. Ví dụ tôi bảo, tôi sẽ gọi cho lớp trưởng, ta bảo không, làm gì có số lớp trưởng, đã học buổi nào đâu. Ví dụ thế. Thế thì đấy không phải tình huống đâu. Tình huống phải đầy đủ các dữ kiện để cho người học tay căn cứ vào đó, người ta giải quyết được, người ta đưa ra giải pháp. Đấy là một cái case để cho người ta nghiên cứu. Thế còn cái dạng câu hỏi tình huống ấy, thì ta có thể sử dụng trong suốt quá trình giảng dạy bất kỳ lúc nào mà không cần phải chuẩn bị nhiều, mong muốn được ạ, để cho khai thác người gợi mở suy nghĩ thôi. Thế còn tình huống để giảng dạy lại khác. Dựa trên tình huống này mà chúng ta sẽ cho người học thấy được một cái nội dung của bài học thì nó lại khác. Ví dụ thế này ạ. À, tôi định tìm ra một cái khái niệm về cái tình huống, nhưng mà có lẽ thôi. Thế thì cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ phương pháp tình huống là điều kiện để chúng ta thực hiện phương pháp tình huống. Điều kiện. Có người nghĩ rằng là tình huống thì có thể thực hiện để triển khai bài giảng hoặc để làm gì cũng được. Không. Phương pháp tình huống chỉ có thể áp dụng khi mà chúng ta đã trao nội dung cho người học rồi, khi họ đã biết rồi. Ví dụ như thế này, tôi là người hướng dẫn phương pháp chẳng hạn. Tôi xin phát cái màn hình lên một chút. Tôi biết là các thầy cô đã mệt rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải có một câu trả lời về phần này, bởi vì đây là điều mà tôi biết là các thầy cô sẽ phải áp dụng ngay lập tức, vì chúng ta rất hay dùng tình huống. Thầy Khanh nhỉ? Vâng, tôi nghĩ là thầy sẽ đồng ý với tôi. Nào, thế thì trong thực tế nhé, nếu như tôi mà hôm nay giả sử tôi truyền đạt được phương pháp nghiên cứu tình huống, đúng không? Giả định các thầy cô chưa bao giờ làm tình huống cả, và hôm nay tôi giới thiệu về tình huống. Vậy thì mở đầu, tôi chưa giảng dạy cái gì cả, chưa hướng dẫn gì hết. Tôi có thể yêu cầu các thầy cô là hãy lên trước lớp giảng một bài bằng phương pháp tình huống. Tôi có thể làm như thế được không? Không. Tại sao lại không? Vì sẽ không hiệu quả. Người ta đã biết đâu người ta làm. Và câu trả lời là tôi không làm được, hoặc là làm lung tung mất thời gian, cho nên không thể thực hiện khi đó. Mà tôi buộc phải giới thiệu với mọi người về tình huống. Chúng ta thể thực hành với nhau, hiểu xong rồi, tôi mới áp dụng và tôi yêu cầu bây giờ ta sẽ soạn bài của mình lên giảng bằng tình huống đi. Ví dụ thế. Tức là ta phải trao cho họ nội dung rồi, họ phải biết rồi, thì họ mới áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để thực hiện nó. Đấy là điều kiện thực hiện tình huống. Ta nhớ điều này ạ. Vâng ạ, thầy ạ. Thì đấy là cái nội dung cuối cùng mà chia sẻ về tình huống.
chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái nội dung bài giảng khác. Và tất cả những cái phương pháp mà tôi vừa mới nêu trên thì chúng ta đang xem xét nó với tư cách là những phương pháp tách rời, để ta mổ xẻ nó, ta rõ nó. Nhưng trong một bài giảng thì chúng ta sẽ kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp với nhau trong một kế hoạch, ta gọi là soạn giáo án. Các thầy cô hãy để ý, tôi sẽ cung cấp một cái mẫu kế hoạch bài giảng để chúng ta có thể thử như thế này. Trong đó có hai phần quan trọng nhất. Phần xác định mục tiêu của bài giảng là điều quan trọng số 1. Sau đó, căn cứ vào mục tiêu ta mới xác định kế hoạch chi tiết là số 2. Dứt khoát cái kịch bản giảng dạy này ở cái ô này, cái sơ đồ này này, phải căn cứ vào mục tiêu. Đấy là cách làm khoa học. Còn thường ấy, giảng viên hay làm một cách rất là, cứ hay bắt chước nhau làm như thế này. Được giao cho giảng dạy một nội dung, lôi giáo trình ra, xem có nội dung gì, cứ già già đấy rồi đắp tiếp thông tin vào. Đấy là cách làm không khoa học đâu ạ. Trước hết ta phải thoát lì nó ra. Ta phải xác định với nội dung này, với môn này, với đối tượng này, với thời lượng này thì mình có thể đạt tới mục tiêu gì. Xác định mục tiêu xong, để đạt mục tiêu ấy thì ta cần phải có nội dung như thế nào. Rồi từ nội dung này mới xác định phương pháp cho phù hợp nội dung. Và phương pháp đương nhiên kéo theo phương tiện gì. Đấy là cách làm đúng ạ. Các thầy cô về thử áp dụng vào cái kế hoạch này nhé. Tôi mong có một khóa học khác để ta chia sẻ kỹ về kế hoạch bài giảng. Vì phần này là phần khó nhất sau tất cả các phương pháp. Ta có một cái kịch bản hoàn hảo không? Ta sẽ như một kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà ấy. Ta phải mường tượng tất cả. Cái bếp để chỗ này hướng nào, và hướng đó thì đem lại tiện dụng gì, khó khăn gì, phải xử lý ra sao. Cái mảnh đất nó méo thì ta phải xử lý thế nào, vân vân. Một kiến trúc sư phải mường tượng tất cả. Và khi chúng ta giảng dạy, khi ta lập kế hoạch giảng và khi ta giảng dạy, có nghĩa là ta vừa là đạo diễn, vừa là biên kịch, vừa là diễn viên, vừa là nhà sản xuất và chịu trách nhiệm. Đấy, rất nhiều thứ. Thế và tôi mong các thầy cô hãy là những kiến trúc sư giỏi để thiết kế ra những kịch bản hoàn hảo để ta lên lớp một cách hiệu quả nhất. Chúng ta cũng hãy là một nhà đầu bếp giỏi để dù bất kỳ có những nguyên liệu gì, chúng ta sẽ biến tấu linh hoạt để có được món ăn ngon nhất có thể. Và trước khi ngừng lời ạ, trước khi chuyển sang một phần chúng ta được chia sẻ về kỹ thuật, thì chúng ta hãy chỉ ra giúp tôi. Chỉ ra giúp tôi ạ. Nếu như bây giờ chúng ta phải đưa tất cả các phương pháp mà ta đã học, chọn lựa các trong các phương pháp đó vào một nội dung bài giảng này, thì ta sẽ tuân thủ theo trình tự nào? Ta sẽ tuân thủ theo trình tự nào để lựa chọn? Đây là câu hỏi cuối cùng để tổng kết lại toàn bài đấy ạ. Đây ạ. Nào, hãy chỉ ra giúp tôi, ta sẽ lựa chọn phương pháp như thế nào và đưa vào đây ra làm sao? Ví dụ trong cái kịch bản này sẽ có cột thời gian, nội dung, phương pháp, phương tiện và ghi chú. Ta sẽ bắt đầu từ đâu? Đầu tiên ta bắt đầu từ nội dung à? Cột nội dung đây. Tại sao ta lại bắt đầu từ cột nội dung? À, cảm ơn em. Thế thì số 1 là nội dung, xong hành động thứ 2 là thời gian hay là phương pháp? Thời gian à? Phương pháp à? Tại sao ta lại chọn phương pháp trước mà không phải thời gian? Đấy. À. Cảm ơn cô giáo. Cô giáo bảo là ta phải chọn phương pháp xong ta biết nó có bao thời gian thì mới ra được thời gian. Rồi, thế tại sao ta lại chọn thời gian trước phương pháp? Xin mời các thầy cô bên này. À, ta bị giới hạn thời gian, cho nên ta phải chọn phương pháp gì? Ồ, nghe chừng cả hai ý kiến đều rất đúng, đều có lý cả. Và thực sự là cả hai ý kiến đều đúng. Cho nên ta sẽ phải chọn đồng thời cả thời gian và phương pháp. Luôn quay qua quay lại hai thứ. Ta chỉ có nội dung là trước hết, ta sẽ theo cuộc dọc xác định một cái đề cương bài giảng. Xem
đối chiếu với mục tiêu xem có đạt mục tiêu không, xong nội dung. Sau đó, ta sẽ quay sang trái, quay sang phải, quay sang trái, quay sang phải. Thế thì cái thao tác đầu tiên, ta sẽ ưu tiên cho dễ bên phải. Đó là hãy về cột phương pháp trước. Dự kiến, ví dụ nội dung số 1, có thể giảng dạy được bằng 3 phương pháp khác nhau, viết ra đây ạ. Đúng không? Nội dung thứ 2, giảng dạy được mỗi phương pháp thôi, viết ra. Nội dung thứ 4, có thể giảng dạy bằng 7 phương pháp khác nhau, viết ra. Sau đó ta lại quay sang cột bên trái, ta chọn xem độ thời gian. Lại căn cứ thời gian. Thì khi đó ta mới lại check lại các phương pháp ta nãy vừa dự kiến, xem là phương pháp nào đủ thời gian. Và thậm chí khi mà chúng ta quay lại 2 lần rồi thì ta lại xem lại theo cột dọc của phương pháp. Ban nãy này theo cột ngang nhé, cột ngang để ta phù hợp với nội dung này và thời gian. Bây giờ phải xem cột dọc. Sau khi ta đã chọn được phương pháp phù hợp với thời gian rồi và nội dung rồi thì ta phải xem cột dọc. Cả buổi toàn là hoạt động thì họ mệt quá, hãy thay thế bằng một phương pháp nào đó cho họ được tĩnh. Hoặc cả buổi toàn hỏi đáp mệt quá, hãy cho họ được chơi đi, ví dụ thế. Thế là cuối cùng lần thứ 3 ta lại thay đổi phương pháp với cái việc là hãy đan xen hoạt động cho người học được thay đổi động thái liên tục trong một ngày cho đỡ mệt, cho vui. Thì đấy là cái cách để ta chọn lựa. Đấy. Thế còn phương tiện và ghi chú thì đơn giản rồi đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn các thầy cô. Thế qua cái phần mà chúng ta vừa mới xử lý cái kịch bản này thì tôi đã biết rằng chúng ta mường tượng khá rõ từ các phương pháp. Khi mà chúng ta bảo rằng ta phải chọn nội dung, phương pháp phải phù hợp với nội dung thì ta đã biết rằng không phải phương pháp nào cũng có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Thế cho nên những gì mà chúng ta trao đổi nhau từ sáng tới giờ thì tôi tin là chúng ta đã giữ lại nó rồi. Và bây giờ xem, khi ta đã chuẩn bị được nội dung, khi ta đã định hình được việc triển khai thế nào, còn một bước cuối cùng trước khi ta mang ra lớp trình diễn, đó là kỹ thuật thể hiện trên slide. Mà slide là cái để chúng ta sử dụng một cái phương tiện để trực quan rất là quan trọng. Nó không phải là tất cả. Nhưng bây giờ chúng ta giảng dạy bằng các cái phương tiện hiện đại thì đây là một cái phương tiện gần như là chiếm đến khoảng 70-80% những gì mà chúng ta muốn cho người học được quan sát, nguyên tắc trực quan. Thế cho nên chúng ta hãy đến với phần này, với phần trình bày của thầy giáo. Tôi sẽ để thầy giáo tự giới thiệu mình với lớp để chúng ta có một cái cuộc trao đổi thú vị hơn nữa nhé. Rồi, một tràng pháo tay dành cho thầy giáo ạ.